Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Vâng, chào chị Nguyễn Thị Hằng Nga, chào chị Nguyễn Xuân Hồng. Nguyễn Hồng Xuân. Vâng, xin chào tất cả các anh các chị. Buổi tối ngày hôm nay thì tôi có một buổi live stream liên quan tới nội dung là thay đổi công việc dễ hay khó. Chào Hoàng Nam. Thế thì buổi chia sẻ hôm nay cũng tương đối là muộn. Thế thì hy vọng là những anh chị em nào có quan tâm đến chủ đề này thì chúng ta sẽ có thể là dành một chút thời gian để chúng ta cùng chia sẻ về cái chủ đề. Nó cũng khá là thú vị nhưng mà nó cũng tương đối là nhạy cảm này, đúng không ạ? Tôi cũng mong muốn là có thêm một góc nhìn về cái việc là thay đổi công việc để anh chị em có thể tự tin hơn. Chào Đặng Hữu Tuấn. Mình thông báo vào lúc đầu giờ tối ngày hôm nay. Thực ra thì từ bây giờ trở đi thì thực ra mình live stream thì mình cũng không thích thông báo trước nữa. Bởi vì là thực ra thì tôi để ý rằng là dù thông báo trước hay thông báo sau thì cũng chỉ có bằng những người tham dự thôi. Luôn luôn có những người rất là quan tâm tới các cái phần chia sẻ, và có những người khác thì nội dung gì hay thông báo thế nào thì cũng không theo dõi. Và đặc biệt nữa thì đôi khi là live stream muộn muộn và không thông báo thì lại có những cái người nghe và người xem nó khá là thú vị, khá là hay. Vâng, xin chào tất cả anh các chị. Và cũng mong anh các chị là chúng ta hãy chia sẻ cái live stream này cho những người khác. Vâng, và có thể là giới thiệu cho bạn bè vào nghe cùng. Bởi vì nội dung ngày hôm nay tôi nghĩ là nó khá hay và nó cũng khá là thiết thực. Thế thì anh chị em hộ tôi comment xuống là anh chị em có nghe thấy rõ tôi nói không ạ? Vâng ạ. Nếu anh chị em nghe thấy rõ cũng như là hình ảnh tốt thì anh chị em có thể comment xuống hộ tôi một chút được không ạ? Vâng, comment gì cũng được. Số 5 hoặc số 6 hoặc một con số tùy anh chị thích, đúng không ạ? Vâng ạ, tại sao tôi lại có chủ đề ngày hôm nay? Bởi vì là hàng ngày thì có rất nhiều người gọi điện đến cho chúng tôi tại công ty Kingsman và Rosa Bonita. Nói rằng là em theo dõi các anh các chị có nhiều sản phẩm tốt, có nhiều cơ hội kinh doanh, thế thì em muốn tham gia kinh doanh có được không? Thế nhưng mà sau khi mà tôi rất mất thời gian để mà chia sẻ cho anh chị em tất cả những cái cơ hội kinh doanh cũng như là rất nhiều các cái cơ hội khác, thì câu thường xuyên của anh chị nói với tôi là có gì để em xem đã. Em xem em có nghỉ được việc ở chỗ hiện tại không thì em mới chuyển sang cơ hội mới được. Có một số anh chị em thì lại nói là em hiện nay thì chuẩn bị lên đến phó phòng, thế thì em bây giờ mà bỏ thì nó cũng hơi phí, thế có gì khi nào em lên đến phó phòng để xem tình hình thế nào rồi em tính tiếp. Thế cũng có người thì cũng nói rằng là em không biết là em có kinh doanh bán hàng được không. Hiện nay thì em đã làm cái việc này nó cũng tận 10 năm nay rồi. Bây giờ mà bỏ thì nó cũng rất là lãng phí. Thế thì em cũng mong là anh cứ cho em làm, nhưng mà nói chung là làm phụ thôi, còn chính thì em vẫn chưa thể nghỉ được. Nói chung là có rất nhiều các cái lý do khác nhau. Một số người thì đợi con lớn đã thì mới làm được. Một số người thì bảo là vất vả lắm chồng em mới xin được cho em cái việc này. Bây giờ mà em mà nghỉ thì sợ gia đình chồng hoặc là chồng em giận, mặc dù em rất là thích. Và tôi nhắc lại lần nữa là thường thì những cái người mà tôi rất là kỳ vọng thì thường là không có sự thay đổi thành công. Thế còn mà những người mà mình chả kỳ vọng gì ở họ cả, thậm chí là giống như kiểu là họ gọi điện như kiểu là vu vơ, thế là anh có công việc em muốn làm có được không, thế chỉ cần nói 2-3 câu thì bảo ok là tháng sau hoặc là tuần sau là họ triển khai luôn. Thế thì ở đây thì tôi hy vọng là cái buổi tối ngày hôm nay ấy, cái nội dung live stream này, và tôi nghĩ rằng anh chị em hôm nay không chỉ nghe tôi live stream mà anh chị em sẽ cùng là comment hoặc là cùng trao đổi thảo luận. Đúng ra ngày hôm nay là tôi định đào tạo chia sẻ qua chat cơ hoặc là qua Zoom cơ, thế nhưng mà bởi vì thì cũng sợ anh chị em chuẩn bị không kịp cho nên là tôi cũng chỉ chia sẻ qua live stream thôi.
Thế thì hy vọng là buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ có một buổi tối cuối tuần cũng không bị ảnh hưởng nhiều bởi công việc, để chúng ta thư giãn, để cùng nhau chia sẻ với nhau về chủ đề nó khá là thú vị này. Vâng, và tôi cũng xin lưu ý anh chị em một chút là bởi vì mạng của chúng ta hiện nay nó không được tốt lắm, cho nên anh chị em cố gắng là anh chị em đừng thả tim và thả like ạ. Bởi vì nếu anh chị thả tim, bắn tim mà like với tốc độ như thế này thì tí nó sẽ bị lag mạng và nó sẽ ảnh hưởng tới mọi người. Ở đây có chị Xuân nói rằng mạng yếu lắm. Thế thì anh chị em hộ tôi nghe xem là mạng có yếu lắm không ạ? Tôi nói mọi người vẫn nghe được bình thường chứ đúng không ạ? Bởi vì theo 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 góc nhìn của tôi hiện nay thì mạng có vẻ vẫn đang ổn. Tôi nhắc lại lần nữa là anh chị em đừng thả tim và đừng thả like nữa. Anh chị em hộ tôi comment thì tốt hơn là thả tim và thả like, bởi vì thả tim và thả like thì tí nữa chúng ta sẽ không nghe thấy gì và chúng ta sẽ không xem được thấy gì đâu ạ. Vâng ạ. Anh chị em đợi tôi một phút nhé, để tôi coi như là có khi phải ghi một cái tin nhắn lên hoặc là thế nào đấy. Vâng ạ, anh chị em đợi tôi một phút đây. Vâng ạ. Vâng, anh chị em trong khi mà chờ tôi chia sẻ thì anh chị em có thể là comment hộ tôi là xem là có cái vấn đề gì trong công việc của mình hay không, và mọi người có muốn chuyển một công việc khác hay không, và khi mà mọi người chuyển một công việc khác chẳng hạn thì mọi người có gặp khó khăn gì không, thì lúc đấy giờ thì tôi có thể là tôi chia sẻ cùng anh chị em được luôn. Thế thì bởi vì bây giờ cũng đã là khuya rồi, vì vậy tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn, bởi hiện nay cũng đã có mấy trăm người theo dõi đây rồi đúng không ạ? Thì tôi xin phép được chia sẻ luôn quan điểm của tôi là như thế này. Ngày hôm nay thì tôi có đi qua một cái khu đô thị, và ở cạnh cái khu đô thị mới đó thì nó còn tồn tại mấy cái nhà tập thể cũ. Tôi xin phép là tôi không gọi là chung cư mà tôi gọi là tập thể cũ, tức là tập thể mà xây từ năm 1980 đến giờ, và cũng có khoảng 30 năm rồi, nó hoạt động 3-40 năm rồi. Những cái khu tập thể rất là cũ nát, và ở trong đó thì cũng còn khá nhiều người sinh sống. Thế thì tôi thấy rằng là những cái khu tập thể đấy nó đã gắn liền với một thời kỳ phát triển của đất nước, của thủ đô. Và trong đó thì còn rất nhiều người đang sinh sống. Thế nhưng mà tôi nhìn thì tôi cũng cảm giác là hơi e ngại một chút về cái điều kiện sinh sống cũng như là cái sự nguy hiểm với các cái khu đô thị cũ này. Thì tự nhiên tôi nhớ đến một cái đợt lần là tôi khi vào thăm một người bạn của tôi đang sống tại khu đô thị này. Thì tôi có hỏi một câu rằng là thực sự là cái việc ở lại cái khu đô thị đó thì nó có bất tiện không? Thì anh bạn tôi có trả lời với tôi rằng là ở đây thật sự rất bất tiện, rất chật chội, và điều kiện sinh hoạt nó gặp rất nhiều khó khăn, đông đúc chật chội, và thậm chí là có những hôm ngủ mà có thể tường nó có thể nó cũng rơi một mảng trên xuống. Thế tôi mới hỏi một câu nữa là thế tại sao gia đình mình không tính cách để mà chuyển đi một nơi khác? Thì anh có nói với tôi là thật lòng là gia đình có điều kiện để có thể chuyển đến nơi khác. Thế nhưng mà mọi người trong thành viên trong gia đình thì vẫn cứ thích ở cái nơi đó, bởi vì là nghe nói là sắp có cái dự án để mà người ta xây lại cái khu tập thể đó. Và khi xây lại như vậy thì gia đình sẽ có mấy cái trường hợp. Một là có thể được nhận một cái tòa nhà tái định cư nơi nào đó. Còn nếu mà ai đó thì nếu mà có nhu cầu, và đại đa số là như vậy, thì sẽ được quay trở về cái khu tập thể đó nếu ta đã xây mới, tức là có ưu tiên được cái quyền mua hoặc là ưu tiên quyền chọn những căn hộ khi mới xây, và mọi người đều thích quay trở lại cái nơi ở đó bởi vì người ta gọi là ở chỗ này thì nó quen rồi, đúng không? Và cho rằng đây là những khu nó rất là trung tâm và ở đây mấy chục năm nó quen rồi. Thế thì tôi hỏi câu nữa là thế theo anh thì cái việc mà gia đình mình ở trung tâm như vậy ấy thì nó có thực sự là tiện lợi không, và trung tâm thì là trung tâm so với cái gì? Thì các anh cũng chỉ trả lời một câu rằng là nó trung tâm bởi vì ở đây mua bán mọi thứ nó đều dễ cả. Thế thì tôi khi mà tôi xuống cái tầng 1, tôi quan sát xung quanh thì thứ nhất là tôi thấy xung quanh đó thì nó cũng không có cái đại đô thị lớn nào, đại đại siêu thị lớn nào. Nó cũng không có cửa hàng tiện lợi gì quá nhiều. Cũng không phải là gần chợ, cũng không phải gần các cái trung tâm hành chính. Nó gọi là tiện đường nhưng mà đường khá là bé và ô tô tránh nhau cũng tương đối là khó khăn. Tôi chỉ thấy nhiều các cái kiểu là cái chợ cóc vật vật, và có cái gọi như là các cái bà hàng rong chạy ra chạy vào. Thế thì thực ra thì tính lên bờ hồ thì đâu đó nó tầm khoảng 5-6 cây số.
Và theo quan điểm của những người bạn tôi ở các khu đô thị đó thì Hà Nội chỉ được coi là cách bờ hồ tầm khoảng 5 cây số, còn ngoài 5 cây số có nghĩa rằng là ngoại thành hoặc là nhà quê rồi. Thế thì và một số lần nữa tôi vẫn gặp một số cái anh chị em khác, thì mọi người cũng nói thêm một ý nữa là thế này, tức là bây giờ thì ở trong các cái khu gần trung tâm thì mở được ra những cái gọi như là buôn bán vặt ở ngoài cửa để kiếm sống qua ngày. Thế còn bây giờ nếu mà cho ra ở những nơi ngoài hơn thì gia đình sẽ không biết làm gì để sống, và mọi người cũng không quen để mà có thể là mưu sinh, mà mọi người vẫn có tư tưởng là bám phố thì sẽ tốt hơn. Và ở đây tôi nhắc lại một cái yếu tố tôi phải chốt lại với anh chị em một lần nữa, đó là bán một cái nhà như ở gần trung tâm đi chẳng hạn thì cũng có thể là mua được nhiều cái nhà khác để chia cho nhiều anh chị em. Thế nhưng mà mọi người vẫn không muốn, và vẫn cảnh như bây giờ anh chị tưởng tượng là vẫn có những gia đình mà khi tắm chẳng hạn thì là chỉ có nam tắm một loạt với nhau, phải tắt điện đi tắm với nhau, xong lại một loạt nữa là nữ tắm với nhau, tức là điều kiện tương đối là khó khăn, nhà cửa rất chật chội. Thế nên ngày hôm nay tôi không muốn nói về chuyện nhà cửa, tôi không muốn nói về cái việc ở đâu, bởi đấy là sự lựa chọn của các anh các chị và sự lựa chọn của chúng ta, đúng không ạ? Thế nhưng mà từ cái câu chuyện này tôi mới nghĩ ra một cái điều, đó là phải chăng một cái sự thay đổi dù là công việc hay là nơi ở nó sẽ tương đối là khó khăn cho mỗi chúng ta, và không chắc là chúng ta đã không làm quen được với cái công việc mới hoặc là chỗ ở mới, nhưng mà cái khó nhất đó là làm sao chúng ta từ bỏ được cái cũ trước, thì cái này là cái vô cùng là khó khăn. Thế thì thưa anh các chị, là hôm nay trong tay tôi vẫn có hai cuốn sách mà khá là kinh điển, đó chính là cái cuốn sách đầu tiên đó là Dẫn Dắt Sự Thay Đổi, đúng không ạ? Và cái cuốn thứ hai chắc cùng cùng giống thế, nó gọi là Linh Hồn Của Sự Thay Đổi. Thế thì hai cuốn sách này thì đều của John Coster, và khi mà chúng tôi làm chiến lược cho các tập đoàn hoặc là chúng tôi đi tư vấn cho các công ty ấy, thì chúng tôi cũng 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 nghiên cứu hai cuốn sách này rất là nhiều. Tức là một cuốn là Linh Hồn Của Sự Thay Đổi và hai là Dẫn Dắt Được Sự Thay Đổi. Thì chúng tôi mới nghiệm ra một điều, và trong thực tế đó tôi mới nghiệm ra một điều là cái khó nhất của mọi sự thay đổi đó là làm sao chúng ta từ bỏ được cái cũ. Và từ bỏ cái cũ này nó là một câu chuyện mà nó đã làm cho biết bao nhiêu cái cuộc thay đổi đã không thành công, và nó làm cho con người ta trở nên là sợ hãi sự thay đổi, và người ta cứ gắn với một cái mà người ta không biết là nó có tốt đẹp hơn hay không, nhưng ít nhất là nó cũng ở một trạng thái là làm cho người ta chưa rơi vào tình trạng gọi như là tệ hại nhất có thể. Cho nên vì vậy là giống như câu chuyện là người ta sẵn sàng ở lại một khu chung cư rất cũ hoặc là ở một khu mà rất khó khăn về mặt sinh hoạt, thế nhưng mà người ta vẫn nghĩ rằng là nó chưa đến mức độ tệ hại nhất. Còn nếu nhỡ đâu tôi bán cái khu chung cư đó đi hoặc là cái khu cũ đó đi mà tôi ra nơi mới tôi không kiếm được ăn chẳng hạn, thì tôi còn khốn nạn khốn khổ hơn. Rồi là ra cái nơi mới đó nhỡ đâu sau khi bán cái nhà đó chia cho anh chị em rồi mọi người không kiếm được ăn, mọi người lại tiêu tán hết thì còn không có chỗ để mà chui ra chui vào. Cho nên tốt nhất an toàn nhất là ở lại nơi cũ vẫn là cái phương án khá là ổn. Mặc dù có thể trong con mắt của người khác nó không ổn lắm, nhưng mà ít nhất là với bản thân các anh các chị đó thì nó vẫn ổn. Thế thì ở đây bây giờ quay trở về câu chuyện về công việc, thì thực tế mà nói tôi có thể lấy cá nhân tôi ra làm một ví dụ khá kinh điển về việc là thay đổi công việc. Thứ nhất thì tôi là người rất ghét nhảy việc, tôi không phải là người thích nhảy việc. Nếu mà tôi là thuộc tiếp người nhảy việc thì tôi cũng không muốn lên chia sẻ với anh chị em, bởi vì là cái niềm vui nhảy việc nó phải là một cái niềm vui của tôi rồi, tôi không bắt anh chị em hứng cái niềm vui giống của tôi được. Thế nhưng tôi nhắc lại lần nữa, tôi không phải là người nhảy việc. Tôi chỉ là người sẵn sàng thay đổi công việc nếu như cảm thấy công việc hiện tại nó không đáp ứng được mục tiêu của mình và mình cảm thấy rằng nó có số vấn đề. Chứ còn tôi không bao giờ là người thích nhảy việc, không lấy việc nhảy việc làm tự hào. Nhưng mà ít nhất thì ở tuổi 40 tôi nhìn lại cái CV của tôi thì tôi cũng đã từng gọi như là thay đổi công việc, mà những công việc đây được gọi là những công việc cũng thể nói là trong mơ. Đầu tiên thì cũng là cán bộ nghiên cứu và giảng viên của trường đại học ngoại thương, đúng không ạ? Và tôi nhớ là khi mà tôi nghỉ việc tại trường đại học ngoại thương, khi tôi tìm việc mới
Thì cái ông chủ ở nơi mới này có nói với tôi một câu mà tôi nhớ mãi, đó là cậu có phải là một thằng điên không? Bởi vì nơi đó là nơi mà ai người ta cũng muốn vào thì cậu lại nghỉ. Cậu nghỉ ra bên ngoài mà làm một việc mà cậu có chuyên môn, cậu được đào tạo thì nó đỡ điên, nhưng cậu lại xin một cái việc nó chẳng liên quan gì thì đấy là cậu điên lần thứ hai. Và nếu như xin việc ở nơi mới mà cậu bắt đầu từ một cái vị trí gọi như là học việc thì còn đỡ điên, nhưng mà cậu lại xin một việc gọi như cũng tầm trung trung, cho nên vì vậy là cậu thật sự là một thằng điên. Và tôi nghĩ rằng là đúng là tôi điên thật, bởi vì ít nhất ngay cả trong con mắt của bố mẹ họ hàng thì cũng có vấn đề thật, bởi vì là chẳng ai đang làm gọi như là giảng viên của một trong trường đại học lớn của Việt Nam mà lại nghỉ việc, mà lại bắt đầu với sự nghiệp người ta gọi là đi kinh doanh, và bắt đầu với cái việc đó là chỉ là một nhân viên kinh doanh, chuyên viên bán hàng. Thế nhưng mà đến ngày hôm nay thì tôi vẫn thầm cảm ơn những cái quyết định như vậy, bởi vì thực ra là tôi chỉ thấy có một điều là nếu như lúc bây giờ tôi không rời bỏ khỏi trường đại học, tôi vẫn tiếp tục làm giảng viên thì tôi vẫn cứ phát triển chứ ạ, đúng không ạ? Tôi vẫn cứ là một người giảng viên tốt ở trong trường, nhưng mà có lẽ rằng là các anh chị sẽ không gặp một cái người Hoàng Trung Dũng giống như tôi ngày hôm nay, đúng không ạ? Và tôi nghĩ rằng là cái thành công của tôi nó sẽ bó hẹp trong một cái lĩnh vực, mà nếu nó là cái lĩnh vực đấy thì nó có phải thực sự là niềm đam mê, là cái sự hứng khởi của tôi hay không thì tôi cũng không dám đoán chắc được. Nhưng đặc biệt hơn nữa cả, tôi cảm giác rằng khi tôi ra bên ngoài tôi làm ở lĩnh vực khác thì tôi thấy là tôi có tăng được nhiều giá trị cho bản thân tôi hơn, và tôi cũng đóng góp được nhiều giá trị cho cộng đồng hơn. Còn thì ở làm giảng viên đại học thì vẫn đóng góp được những giá trị nhất định, nhưng mà tôi có cảm giác là tôi không được thực lòng là tôi giống như tôi bây giờ. Thì đấy là câu chuyện số 1. Câu chuyện số 2 đó là khi làm ở lĩnh vực về ngân hàng, đúng không ạ? Thì cũng lên những vị trí cũng của nó là rất là cao của ngân hàng. Và thưa anh chị là khi làm việc ở các ngân hàng thì cũng nghĩ rằng đây sẽ là cái lĩnh vực mà mình sẽ gắn bó đến tận là cuối đời. Thế nhưng rồi thì cũng có những cái sự việc nó xảy ra, cũng có những cái nhìn nhận mới khi mình trưởng thành hơn, và cũng có đến một lúc nào đó mình nhìn nhận lại, tức là ngân hàng vẫn là môi trường rất tốt, nhưng mình cảm thấy là mình không có đóng góp được nhiều thêm giá trị ở trong lĩnh vực đó nữa, và mình lại thấy là mình có một cái khao khát khác và mình có thể là đóng góp được nhiều hơn ở lĩnh vực khác, thì lại quyết định ra đi lần thứ hai để cũng gọi như là xây dựng lại từ đầu, đúng không ạ? Anh chị thấy không? Lại vẫn là quay trở về cái lĩnh vực liên quan tới đào tạo, nhưng không phải là đào tạo trong trường đại học mà là đào tạo cho các doanh nghiệp, tư vấn cho các cái tập đoàn với cái kinh nghiệm vừa là đào tạo vừa là làm tại các tập đoàn của mình. Thì tôi có cảm giác rằng là mình quay trở về đào tạo nhưng ở một cái vị trí khác, ở một cái môi trường khác thì nó sẽ tốt hơn. Thì đấy là lần thay đổi, cũng được coi là điên lần thứ hai. Và thưa các chị là khi đang làm đào tạo, đúng không ạ, thì có cái cơ hội được gặp gỡ, được tiếp xúc, thì lại thấy rằng là cái lĩnh vực liên quan tới về dược phẩm, về bảo vệ sức khỏe, vân vân và vân vân, nó vô cùng là thách thức, nó vô cùng là khó khăn, hay là đầu tư lĩnh vực y tế chẳng hạn. Thì rõ ràng là tôi cũng không phải là người được đào tạo về lĩnh vực về y tế hay là về y học, và cũng không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Thế nhưng mà bởi vì mình có cảm giác rằng là bây giờ nếu như để cho cái thị trường dược nó gặp rất nhiều các cái vấn đề, tức là người dân phải bỏ ra một số tiền tương đối cao nhưng mà lại phải mua phải thuốc giả, hoặc là người ta không biết đâu là thật, cái người tư vấn người ta không có tâm, người ta đưa những cái dòng sản phẩm nó không tốt nhưng mà bằng PR, bằng quảng cáo, bằng truyền thông nó làm loạn hết cả lên, dẫn đến việc là đôi khi người tiêu dùng người ta mất hẳn niềm tin ở các cái dược phẩm, vân vân và vân vân chẳng hạn. Thì đây cũng là một cái vấn đề mà mình sẽ trăn trở, cho nên vì vậy là vô cùng là khó khăn. Và đặc biệt anh chị biết rằng là đầu tư về y tế, đầu tư về dược mà lại là kết hợp với các nước phát triển như là Australia, như là Bắc Mỹ chẳng hạn, thì là vô cùng là khó khăn. Nó mệt sức, mệt công hơn rất là nhiều khi mà trực tiếp gọi như là làm ở trong nước. Thế nhưng mà vẫn dấn thân vào làm. Và vì vậy là lý do là Rosa Bonita và các công ty thành viên nó ra đời để đi một lĩnh vực nó hoàn toàn mới. Trong khi ngay cả trong lĩnh vực về dược và y tế và thực phẩm chức năng thì nhiều người cũng bảo rằng ôi rồi bây giờ mà đi làm cái đó thì bây giờ muộn rồi,
người ta làm cái đây vài năm rồi, người ta kiếm một mớ tiền rồi, bây giờ mới đi vào làm gì. Nhưng tôi nhắc lại lần nữa là đi vào đây không phải chỉ là câu chuyện về kiếm tiền, mà nó là câu chuyện là mình khẳng định những giá trị và mình có thể đóng góp cho cộng đồng và xã hội nhiều hơn. Vậy thì buổi tối ngày hôm nay tôi lên đây tôi không phải đi kể về cái CV của tôi, và cũng không phải là lên đây để nói về lý do mình gọi như là quyết định để thay đổi. Thế nhưng mà ít nhất ở một góc độ nào đó thì tôi thấy rằng là cứ cho rằng mỗi một lần mình nghỉ việc ở đâu đó, tức là mình chủ động mình đóng lại một cánh cửa, thì mình có cảm giác như kiểu là mình sẽ không làm được cái gì đó khác, hoặc là mình sẽ cảm thấy mình gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng không phải như vậy. Nếu mình là người chủ động đóng lại những cánh cửa đó thì chính mình cũng sẽ mở ra nhiều cánh cửa khác, và cũng sẽ có rất nhiều người khác sẽ đồng cảm với mình và sẽ mở cho mình những cánh cửa. Và khi mình làm ở những lĩnh vực mới thì mình phát hiện ra rằng là cái năng lực của mình nó không chỉ bó gọn trong một cái lĩnh vực hoặc trong một cái chuyên ngành, mà thực tế là mình phải dùng một từ là mình kỳ diệu hơn cả những gì mà mình có thể tưởng tượng được về mình. Cho nên vì vậy là khi anh chị đi theo học các cái lớp về NLP hay là học những cái lớp về làm giàu chẳng hạn, người ta vẫn nói rằng là gì ạ? Bạn mới chỉ sử dụng đâu đó tầm khoảng 5 đến 7% cái năng lực về tư duy thôi trong con người của bạn thôi. Thậm chí một số người chỉ sử dụng có 3% thôi. Và nếu như bạn có cơ hội để mà khẳng định mình, bạn sử dụng được thêm vài phần trăm nữa thì bạn thấy là cái con người của bạn nó không đơn giản như là con người bạn vẫn đang tưởng. Cho nên vì vậy những cái cuốn sách ví dụ đánh thức tiềm năng trong bạn, hay là bạn là đại bàng, hay rồi là ví dụ như là hãy tìm lại con sư tử trong bạn thì bạn có rất nhiều các cuốn sách, thì chúng ta mà nghiên cứu ta mới thấy rằng họ chỉ cùng cái luận điểm đó là chúng ta tuyệt vời hơn những gì là chúng ta nghĩ. Thế thì bây giờ mới quay trở về một chút là cái câu chuyện là lựa chọn ngành nghề của chúng ta là như thế này. Tôi được đào tạo ở trường đại học ngoại thương, đúng không ạ? Thế nhưng mà tôi nhắc lại mọi người lần nữa là mọi người đừng thả tim và đừng thả like ạ. Mọi người hộ tôi comment được không ạ? Thể hiện sự yêu quý và thoải mái bằng việc là chúng ta comment hộ tôi. Bởi vì tôi nhắc lại lần nữa là việc chúng ta thả tim và thả like. Anh chị thấy không? Chỉ bỏ một thói quen cũ là thả tim và thả like đã khó rồi, đúng không ạ? Nói gì là việc từ bỏ cái khác. Anh chị ạ, tôi nhắc lại lần nữa anh chị đừng thả tim. Có nhiều người thả nhiều quá nó làm lác mạng, làm mạng yếu đi đấy ạ. Tôi đã ghi ở đây là đừng thả tim và thả like. Anh chị yêu quý là tôi cảm ơn. Và anh chị chỉ cần comment xuống là được. Anh chị đừng thả tim và thả like ạ. Thế thì tôi nói tiếp anh chị một lần nữa là thế này. Đó là nếu như là chúng ta như tôi chẳng hạn, tôi chọn trường đại học ngoại thương, thì cái thời điểm đó, ở cái tư duy đó, ở góc nhìn đó, thì tôi thấy rằng trường đại học ngoại thương là một trường đại học rất tuyệt vời. Ở tôi nhắc lại đây là có Hoàng Quang hay ai đó này đề nghị không thả tim và thả like nữa nhé. Tôi nhắc lại lần nữa là ở góc nhìn đó, ở cái thời kỳ đó, thì mình thấy rằng là vào trường học ngoại thương là rất tuyệt vời. Và mình nghĩ rằng là học trường ngoại thương thì mai sau mình sẽ trở thành cán bộ đối ngoại, sẽ trở thành người đi buôn quốc tế, vân vân và vân vân, là nó phù hợp. Thế nhưng rồi sau đó mình học ngoại thương mình thấy là hình như cái này không phải là mình thích lắm thì phải. Thế vậy thì rõ ràng, và khi tôi hỏi rất nhiều người học cùng trường ngoại thương với tôi nhé, tôi hỏi thế bây giờ học ngoại thương ra thực ra làm cái gì? Học ngoại thương ra bản chất là phải xuống cảng, là phải làm xuất nhập khẩu, rồi là làm ra là cán bộ thương vụ, đúng không ạ? Một số anh thì có thể làm hải quan, rồi là làm thuế vụ, thế chủ yếu là đi làm nghiệp vụ xuất nhập khẩu. Mà trường ngoại thương thì nó lại có một cái điều rất hay, đó là trường ngoại thương lại chủ yếu là nữ học anh chị em ạ, 70% là nữ. Thế tôi mới hỏi các bạn trường ngoại thương là các bạn là nữ thì các bạn sẵn sàng làm xuất nhập khẩu không? Mà làm xuất nhập khẩu nó cực kỳ vất vả anh chị em ạ. Chúng tôi hay nói đùa một câu là nhiều khi phải ăn trực nằm chờ ngoài cảng cả tuần liền. Và đặc biệt nữa là sao ạ? Là phải ăn nằm với cả thuế vụ và hải quan hàng tuần liền. Chúng tôi hay nói đùa với nhau câu vậy. Thì các bạn nữ bên tôi là đều không thích. Các bạn nữ bên tôi đều bảo là không không không, em làm đấy nó rất vất vả. Thế vậy thì tức là khi bạn học một nghề mà bản chất bạn cũng phát hiện nó không phù hợp với bạn, nó không phù hợp với sức khỏe, nó không phù hợp với cả điều kiện bối cảnh gia đình, nó không phù hợp với cả niềm đam mê. Thế nhưng mà rất nhiều người chỉ vì cố chấp, tôi phải dùng từ cố chấp, là chỉ vì cái bằng của mình ra trường nó là bằng đại học ngoại thương, đúng không nào? Cho nên là cứ phải theo đuổi cái trường đại học ngoại thương đó. Cho nên vì vậy hồi bây giờ tôi đánh giá khá là cao là một số anh đang học trường ngoại thương tôi, anh bỏ trường ngoại thương, anh sang trường khác. Thế nhưng mà khi bỏ như vậy thì bắt đầu bị bố mẹ lại cũng mắng. Người ta trường ngoại thương chẳng hạn, bao nhiêu người người ta muốn vào trường ngoại thương không được, bây giờ mày thi đỗ trường ngoại thương rồi, bây giờ mày còn muốn cái gì? Một số anh thì chuyển sang trường kỹ thuật hay một số anh chuyển sang trường khác thì thật sự là thường bị coi là điên. Tôi vào vì chúng ta không bỏ được cái đó, cho nên vì vậy chúng ta mới nghĩ ra một cái cách nghĩ là gì, thôi cứ học trường ngoại thương đi, có cái bằng gọi là danh giá nhất của Việt Nam,
Sau đó mai sau đi làm ngân hàng, đi làm hướng dẫn viên du lịch, đi làm cho các tổ chức phi chính phủ, đi làm vớ đi làm vẩn, bán bảo hiểm nhân thọ, làm ngân hàng, đông dân ngoại thương tôi lắm. Và tôi nhắc lại lần nữa đó là vậy thì đây là cái điều đầu tiên đó, chúng ta còn không dám từ bỏ một cái ngành học mà thực ra mình chẳng thích cái gì cả. Đúng nào? Thế vậy thì bây giờ rõ ràng nhé. Chỉ vì bạn học trường đại học ngoại thương và bạn nghĩ rằng là chỉ cái gì liên quan đến ngoại thương hoặc là loanh quanh mấy cái khối kinh tế là hợp với bạn thôi, là bạn bị rơi vào cái bẫy do chính mình răng ra và những người khác răng ra cho mình. Bản thân bạn có khi bạn là một cao thủ về IT, bản thân bạn có thể là một cao thủ về marketing, bản thân bạn có thể là một người truyền lửa rất là tuyệt vời, bản thân bạn là người làm nhân sự rất là sâu sắc, hay thậm chí bạn có thể là một người sửa TV xuất sắc, bạn sửa xe máy cũng ok luôn, bạn lái taxi có khi là siêu đỉnh. Thế nhưng vì vậy là cho nên vì vậy là chúng ta đã đánh mất đi một cái phần tố chất, một cái phần con người tuyệt vời trong con người chúng ta, bởi vì vánh gắn với điều là vì em học trường ngoại thương ra nên em chỉ có thể là làm lĩnh vực liên quan đến ngoại thương. Và mình lại còn tự gắn mình với một cái suy nghĩ đó là gì ạ? Ngoại thương được cái năng động lắm, làm gì cũng làm được. Thế vì vậy là thưa anh các chị là nếu mà anh chị lại nghĩ rằng làm gì cũng làm được thì nó còn còn vui đấy. Còn nếu không, sợ nhất là em phải làm cái nghề mà em không thích chỉ vì gắn bó với cái tên trường của em thôi, thì thực sự đây là một điều rất đáng tiếc. Cho nên là ở đây ấy, tôi mới thấy có một điều nó khá là hay là thế này. Khi tôi ngồi nhìn lại những cái người mà thành công trong xã hội ấy, ở ngay Việt Nam thôi thôi nhé, tôi hỏi những anh giàu có, tôi phát hiện ra một điều khá là hay. Có rất nhiều anh học tiếng Nga, có rất nhiều anh học trường nhân văn, mà những cái khoa nó rất là lạ, mà tôi nói thật là nó hiếm tính ứng dụng. Ví dụ như là khoa điều tra xã hội học chẳng hạn, hay là khoa về triết học tôi chẳng hạn, là một khoa thuộc loại khó ứng dụng ở Việt Nam đúng không ạ? Rồi là một số anh học một số cái chuyên ngành về luật, hay là học trường hành chính, trường công đoàn, có những cái khoa mà nó nghe nó rất là lạ và tôi nghĩ là cũng khó ứng dụng ở Việt Nam, thì các anh đấy lại khá là thành công. Vì sao anh chị biết không? Tôi hỏi các anh một câu đấy, tại sao anh thành công? Các anh bảo này, thực ra là thế này thôi, ra trường mang cái bằng đó đi không xin được việc, mà không xin được việc thì bắt buộc đầu gối nó phải bò để kiếm cái ăn thôi. Thế bắt đầu mới phải dấn thân và mới thử nghiệm ở nhiều cái môi trường khác nhau, đúng không? Đầu tiên thì cũng gọi như là đi buôn hàng Trung Quốc này, xong bắt đầu lại là cũng đi xin việc, nhưng mà người ta lại toàn giao cho mấy cái việc vớ vẩn thôi, bởi vì không đúng chuyên ngành mà. Thế là cuối cùng là các anh phải dấn thân vào làm khá nhiều ngành nghề khác nhau, và cuối cùng là trong quá trình sàng lọc đó anh mới chọn được ra một cái nghề mà anh cảm thấy hợp nhất, và bắt đầu anh có khả năng thành công. Thế còn anh bảo ngày xưa tao học ngoại thương như mày ấy, hoặc là ngày xưa tao học gọi như là trường xịn như một số trường ấy, thì có khi bây giờ tao vẫn đang chết ở một cái vị trí nào đó mà tao không ra được. Bởi vì cứ mỗi lần mà định ra chẳng hạn, người khác lại bảo mày bị điên à, mày học bách khoa ra chẳng nhẽ mày đi buôn hàng Trung Quốc à, mày học ngoại thương ra tại sao mày lại thì làm cái công việc vớ vẩn như vậy, lông gà lông vịt như vậy. Thế cho nên nhiều khi vì cái sĩ diện nữa, cho nên vì vậy là mình không không không, không dám tách đi. Thế nên mình cuối cùng là mình cứ gọi như là trên thì không thông mà dưới thì không tới, và thế cuối cùng là mình cứ nằm ở cái mức nó cứ chơi vơi như vậy, và cuối cùng là đến 40 tuổi rồi vẫn không xác định được là cuộc đời của mình thì nó phù hợp với cái gì. Thế cho nên cái này là cái mà tôi nhắc lại lần nữa, là cái buổi ngày hôm nay live stream của tôi chắc chắn là một buổi nó sẽ rất nhạy cảm, và nó sẽ tương đối là nó không có đầu không có cuối gì cả, mà chỉ là những cái suy nghĩ của tôi nói thẳng với anh chị em như vậy, còn cái việc lựa chọn và suy nghĩ là của chúng ta thôi, đúng ạ? Và anh chị hoàn toàn có thể là phản biện thoải mái. Đấy là câu chuyện đầu tiên. Một cái tâm lý thứ hai nữa nó thế này này. Cái lý thuyết này tôi định nói từ lâu rồi nhưng mà hôm nay tôi mới nói. Cái lý thuyết này nó gọi là lý thuyết gì anh chị biết không? Và tôi làm nhân sự rồi tôi mới nói với anh chị cái lý thuyết này. Nó là hiệu ứng cà phê nhỏ giọt. Anh chị biết hiệu ứng cà phê nhỏ giọt là gì không? Nó là thế này nhá. Giả sử buổi sáng chúng ta đi ra hàng cà phê và chúng ta gọi một ly cà phê, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta là dân sành cà phê, chúng ta phải uống cà phê phin, vì vậy mới gọi một ly là cho một ly cà phê phin đen. Thế chị biết rồi, cái ly cà phê phin ấy nó chảy chậm lắm, 5-3 phút nó mới chảy được mấy giọt đấy. Thế khi ngày nào mà chúng ta có thời gian đấy thì chúng ta ngồi cả sáng được, nó cứ tóc 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 hay phết, rất là hay. Thế nhưng mà thực ra hôm nào mà vội thì nó có vấn đề thế này. Sếp gọi này, có việc khẩn quan trọng, mày lên ngay. Thế bây giờ chúng ta vừa mới ngồi được tầm khoảng là 5 phút, cái ly cà phê nó mới chảy được có 3-4 giọt xuống.
Thế bây giờ mà lên ngay theo lời ông sếp thì mình phí ly cà phê. Nghĩ nó cũng tiếc chứ đúng không ạ? Thế vì vậy nói sếp là sếp ơi, em đang có việc tí, sếp đợi em tí tí em lên. Ông sếp mà vớ vẩn không? Lên ngay đi mày. Mình bảo vâng ạ, em đang trên đường ạ, kẹp xe ạ, đợi tí em lên. Và thế là mình ngồi mình sẽ chờ thêm. Mình sẽ chờ thêm và cứ thêm một giọt nó rơi tích phát xuống. Mình cảm thấy nó hạnh phúc vô cùng. Và đợi nó tầm khoảng là 20 giọt xuống như vậy, bắt đầu thì mình húp vội cái đó xong mình lên. Thế nhưng mà khi mà lên đến nơi thì việc của sếp cần mình cũng đã xong rồi. Và không cẩn thận mình trở thành tội đồ trong con mắt của ông đấy. Và đôi khi là mình bị ông ấy ghét chỉ vì là mình lên muộn. Và cái phần lần lên muộn đó chỉ vì là mình tiếc mấy cái giọt cà phê phin nó nhảy tóc tóc như vậy. Thế cái lý thuyết này nó liên quan gì tới cái câu chuyện của chúng ta trong công việc ạ? Bây giờ chúng ta ra trường, chúng ta tìm kiếm một việc làm mà theo lời của bố mẹ và bạn bè nó là ổn định. Thế thì bây giờ mình làm được tầm khoảng là 3 năm rồi. Thế bây giờ có một công việc khác nó mời gọi mình. Nó bảo mày ơi, bây giờ mày đến làm công ty tao đi, công ty tao hay hơn nhiều. Mày có cơ hội khác và có khi tao nghĩ là phù hợp với mày hơn đấy. Và mình xem xét mình thấy nó cũng là một cơ hội thật. Và mình thấy rằng nó cũng là một cái gì đó rất hay. Thế nhưng bây giờ mình nhìn lại cái ly cà phê của mình, tức là nhìn lại công việc của mình hiện nay. Bỏ ra, phí. Mình đã mất công, mình chờ được tầm khoảng 3-4 năm rồi cơ mà. Và cái giọt cà phê đó nó đang gọi như là nhấp nhô, nó chuẩn bị rơi xuống giọt nữa rồi. Mình bỏ đi mới phí. Thôi chị mình bảo là thôi, mày chờ tao thêm vài tháng nữa có được không? Bởi vì mấy tháng nữa có khi tao được quy hoạch làm phó trưởng phòng đấy. Tao được lên lương rồi đấy. Mà dạo này công ty tao cũng chẳng còn ai tài năng trong lĩnh vực này, sắp sửa xếp trọng dụng đến tao đấy. Mày chờ tao nốt 3 tháng này. Và bắt đầu nó rơi tõm một phát xuống. Ồ, được thêm một giọt, tuyệt vời, bắt đầu mình đã là phó phòng. Thế bắt đầu nó vừa phó phòng xong, nó có hay ở chỗ là bắt đầu mình có một nhiệm vụ mới. Mình có một hệ thống lương mới. Và mình có những mối quan hệ mới, mặc dù nó cũng chỉ là trong cái công ty của mình thôi. Và bắt đầu là mình bắt đầu có một niềm hứng khởi mới. Và nó tiếp tục, nó duy trì điều đó cho bạn tầm khoảng 2 năm, 3 năm. Và bắt đầu cái giọt cà phê tiếp theo nó lại chuẩn bị giỏ xuống. Thì lại có một cơ hội bên ngoài nó gọi. Nó bảo mày ơi, bây giờ mày đang là phó phòng đúng không? Chắc phải tầm khoảng là 10 triệu rồi đúng không? Nhưng bên tao bây giờ mày mà ra mày phải kiếm được tầm khoảng 70 triệu một tháng. Thôi qua đi mày, làm một năm bên này bằng mày làm nơi cũ 4-5 năm đấy, qua đi mày. Sang đây tao quy hoạch mày luôn là giám đốc kinh doanh luôn chứ trưởng phòng ăn thua gì. Thế là mình lại thích đi lắm rồi. Thế nhưng mà theo một nguyên lý nữa là cái giọt cà phê hiện tại nó lại chuẩn bị nó lại rơi xuống phát nữa. Và chúng ta lại tiếc. Và rồi chúng ta lại không đành lòng bỏ nó đi. Chúng ta lại bảo thôi mày chờ tao thêm đợi này nữa, lần này nữa. Và thưa anh các chị thì cuộc đời nó vẫn vậy thôi. Chúng ta chờ thêm được tầm khoảng 4-5 giọt cà phê như vậy. Thì nhìn đi nhìn lại thì thực sự mình cũng đã quá quen thuộc với ly cà phê đó rồi. Mình không thể bỏ được nơi khác nữa đâu. Và thưa anh các chị rằng là đây là một cái nguyên lý mà tôi cũng chia sẻ luôn hôm nay với tư cách là những người làm nhân sự và những người làm về lương thưởng. Tại sao người ta lại quy định những câu chuyện như là 3 năm nâng lương một lần? Lương định kỳ người ta nâng rất ít, nhưng mà nâng cái lương mà gọi như là mang tính là hoành tráng ấy, là khoảng 3 năm, 5 năm một lần, hoặc là 5 năm bổ nhiệm anh một lần. Thì anh sẽ cảm thấy rằng đấy là nửa đầu chu kỳ đó là anh cảm thấy là đang có hứng khởi về vị trí mới. Xong đến đoạn anh bắt đầu anh vừa này rồi anh chuẩn bị xuống. Thì khi anh chuẩn bị xuống chẳng hạn anh đi qua nửa sườn rồi anh chuẩn bị thêm một tí nữa thì bắt đầu giọt cà phê cứ lại rơi tõm phát nữa là bạn lại cảm thấy phấn khởi đúng không ạ? Và chỉ vì chúng ta đấy chính là câu chuyện mà ông bà mình bảo ấy. Gọi như là nhiều khi là chỉ vì cái gọi như là con săn sắt đó mà chúng ta lỡ cả con cá rô rất to ngoài kia đấy. Bởi vì đơn giản là gì, mình thích nhìn thấy cái ly cà phê nó rơi xuống một phát thay vì việc là chúng ta có cơ hội để nắm bắt cơ hội lớn hơn ở ngoài kia. Cho nên vì vậy thưa anh các chị rằng nó có mấy cái câu chuyện đó, cho nên vì vậy là nó làm chúng ta cảm thấy khó. Thực lòng là cảm thấy khó. Thế còn chưa kể một cái yếu tố nữa là mình lại chưa thật sự tự tin vào bản thân chúng ta. Các cái kỹ năng mà mình có được trong cái quá trình làm việc ở một cái địa điểm nào đó mình lại không tích lũy được thêm, và mình làm cái con người mình nó trở nên là nó không thêm được nhiều cái kỹ năng. Cho nên vì vậy bây giờ nhìn thấy ở bên kia cơ hội thì có nhiều cả, nhiều thật, nhưng mà bản thân nó cũng có khá là nhiều thách thức. Cho nên vì vậy mình vẫn nghĩ là mình muốn đi vào một nơi nào nó gọi là an toàn và ổn định hơn là việc là mình phải đối mặt với rất nhiều thách thức ở ngoài kia. Cho nên vì vậy là chúng ta thường trong 10 người thì với cái gọi là quan sát của tôi thì tôi thấy có một cái nguyên lý như sau. Đó là trong một cái bối cảnh mà cực kỳ là chán nản thì
thì có 10 người lên gặp sếp và nói rằng là thưa sếp, em sẽ nghỉ việc. Thế nhưng tôi quan sát một điều là trong 10 người dọa sếp là nghỉ việc đó thì sẽ có bao nhiêu người thực sự dám nghỉ. Thì tôi thấy có một tỷ lệ thế này này, trong 10 người đó sẽ có một người nghỉ. Nghỉ thật đấy. Bởi vì đơn giản là người ta chán quá rồi, hoặc là người ta cảm thấy người ta không phù hợp một tí nào, và người ta cũng gọi như là đã có một cái công việc khác rồi, hoặc là người ta hôm nay là cực chẳng đã, là người ta bảo thôi em đi. Người ta đi. Đấy là một người, 10% sẽ nghỉ. Thế còn cái người thứ hai là cái người sẽ quan sát động thái của người thứ nhất. Nếu thấy người thứ nhất nghỉ một cách gọi như là kiên quyết và gặt hái được thành công thì cái người thứ hai này có thể cũng sẽ nghỉ. Còn nếu như thấy cái người thứ nhất này cũng có chút do dự, hoặc là anh ta sang bên kia mới cũng không có một cái gì đó thực sự là vượt trội, thì thường cái người thứ hai này cũng sẽ dao động lên, gọi đặt vấn đề rất kinh. Thế nhưng mà thường là cũng không nghỉ, đúng không nào? Và lại tặc lưỡi, thôi ở lại thời gian xem sao. Thế còn 80% còn lại, tức là 8 người còn lại, thì thường là không nghỉ. Và sẽ thường là tự chúng ta sẽ tìm cho chúng ta khá nhiều các lý do khác nhau, đúng không ạ? Thì đều là đi làm thuê cả, lòng vả này cũng như lòng sung, không cẩn thận là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, đúng nào? Rồi là gớm, bây giờ mà mình sang một môi trường mới thì mình lại bắt đầu tất cả lại từ đầu, năm nay cũng 30 tuổi, 40 tuổi rồi, có ít gì đâu. Rồi là bao nhiêu người người ta còn làm ở đây được, mình thì cũng vào đây bao nhiêu lâu rồi, kiểu gì mà chẳng đến lượt mình cứ húng sang bên kia, mình để trở thành người mới, mình phấn đấu từ đầu thì đến bao giờ mới đến đây. Rồi là anh trưởng phòng được cái là anh cũng quý mình, bây giờ anh người nghỉ hưu thì mình thì ít nhất cũng lên được đến phó phòng chứ còn ai nữa đâu mà nhìn vào. Rồi là ở được cái là trong đồng nghiệp của mình thì có con bé Hoa thì nó cũng quý mình như chị em vậy, bây giờ mình đi thì mình chẳng nỡ để nó ở lại một mình. Tóm lại là tự chúng ta sẽ tìm ra rất nhiều các lý do. Tôi nhắc lại lần nữa, và lý do nào cũng rất là phù hợp và rất là hợp lý. Và chúng ta, tôi nhắc lại lần nữa là 80% sẽ ở lại. Thế thì ở đây, nếu nói đến đây mà không làm rõ vấn đề này thì anh chị em sẽ hiểu nhầm. Anh chị em sẽ bảo rằng ô thế hóa ra hôm nay ông lên live stream đây là ông xui chúng tôi bỏ việc đúng không? Anh chị đừng hiểu sai ý của tôi. Hoàn toàn nhầm. Không ai xui anh chị. Không ai xui chúng ta bỏ việc cả. Tôi chỉ nói một câu rất kinh điển, đó là chúng ta sinh ra không phải là người chiến thắng. Chúng ta sinh ra không phải là người thua cuộc. Chúng ta sinh ra để làm người lựa chọn. Nhưng chúng ta phải làm việc có trách nhiệm và làm sao cho xứng đáng với sự lựa chọn đó. Còn nếu chúng ta đã lựa chọn rồi nhưng chúng ta thấy rằng sự lựa chọn đấy là sự lựa chọn chưa đúng, và chúng ta thấy rằng sự lựa chọn đó mà mình không đóng góp được nhiều, và bản chất cái chỗ đó cũng không đem lại cho mình nhiều giá trị, và khi mình làm thêm ở đây thêm một thời gian nữa thì nó vẫn cứ như bây giờ thôi, nó không lên được bao nhiêu, thì tôi nhắc lại là có những việc kiểu gì chúng ta cũng phải làm, thì làm sớm sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ rằng là có nhiều người thành công trong cuộc đời này vì người ta hiểu một cái nguyên lý là có những việc mà kiểu gì mình cũng phải làm thì làm sớm sẽ tốt hơn. Ví dụ bạn biết là kiểu gì em cũng sẽ mở một cửa hàng tự kinh doanh thì bạn mở sớm sẽ tốt hơn. Bạn bảo là kiểu gì em cũng sẽ trở thành gọi như là một người làm trong lĩnh vực về ngân hàng chẳng hạn, vì em yêu cái lĩnh vực tài chính ngân hàng. Thì mặc dù hiện nay bạn đang làm giáo viên hay bạn đang làm luật sư chẳng hạn, thì bạn hãy tìm mọi cơ hội để bạn sang ngành ngân hàng đấy mới nhất, sớm nhất cho tôi có thể. Vì tôi nhắc lại lần nữa là đã là việc phải làm thì làm sớm sẽ tốt hơn. Anh chị em cứ nghĩ câu này mà xem. Bạn nói rằng là bạn cần phải học tiếng Anh vì bạn biết là mai sau kiểu gì bạn cũng phải dùng tiếng Anh trong công việc, thì bạn học sớm sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Bạn bảo là kiểu gì tôi cũng phải đi du lịch, tôi thích đi đây đi đó, thì bạn hãy xách ba lô lên mà đi. Bạn đi sớm thì tốt hơn. Bởi vì khi bạn chưa đi lần đầu tiên thì bạn sẽ cảm thấy rằng du lịch nó đấy có giá trị gì mấy. Nhưng nếu bạn đã đi du lịch một lần rồi, bạn mới thấy là ồ thế giới này thật sự nó có tận vài nghìn điểm đến mà mình cần đi. Vậy mà bây giờ mỗi năm mới đi túc tắc theo kiểu một năm được một điểm thế này, thì đến bao giờ bạn đi được hết cả nghìn điểm trên cái thế gian này? Nếu bạn chưa từng học tiếng Anh, bạn mới thấy rằng tiếng Anh hình như nó cũng đơn giản. Nhưng bạn học tiếng Anh bạn mới thấy rằng ôi tiếng Anh nó thật sự là mênh mông. Vì vậy tôi nhắc lại lần nữa, đã học thì học nó sớm đi, còn nếu không thì thôi. Bạn bảo là bạn muốn kinh doanh, bạn bảo rằng bạn muốn gia nhập hệ thống kinh doanh online, vì bạn biết rằng là kinh doanh online kiểu gì nó cũng trở thành xu thế của thời đại. Thì tôi nhắc lại lần nữa là
bạn hãy làm nó và bạn hãy làm sớm thì tốt hơn. Bởi vì nếu không bạn sẽ mãi mãi là người đuổi theo đuôi người khác. Tôi nói ví dụ như ngay cả cái câu chuyện về 4.0 thôi. Tôi thấy là Việt Nam mình rất hay. Nếu bây giờ chúng ta cứ chần chừ về việc là chúng ta nên làm nông nghiệp hay chúng ta nên làm công nghiệp nặng, hay là chúng ta nên làm du lịch, hay là chúng ta nên làm về cái nọ kích trai, thì chúng ta cứ loay hoay như vậy. Thế nhưng mà ngay khi chúng ta thấy rằng cái cơ hội về nền công nghiệp 4.0, thì chúng ta thấy không, chúng ta bắt sớm nó. Và khi chị vào sớm chị thấy không, nếu nói về cái gọi như là kinh tế số bây giờ ấy, Việt Nam là không có thua Mỹ nhiều, không có thua châu Âu nhiều đâu nha anh chị nhé. Và thậm chí còn coi là điểm sáng đấy ạ. À. Bởi vì đơn giản là mình làm sớm mà. Vì vậy mấy ông kia ông cũng cùng lắm, ông cũng chỉ sớm bằng với mình thôi, ông cũng không hơn mình bao nhiêu đâu. Thế còn bây giờ mà mình mới đi làm những cái như công nghiệp nặng chẳng hạn, này là mình mới làm những cái những câu chuyện như là nông nghiệp với du lịch chẳng hạn, thì mình thua người ta lâu rồi. Thế cho nên tôi nhắc lại lần nữa là nếu bạn xác định rằng đây là một cơ hội và bạn kiểu gì bạn cũng phải làm, thì tôi vẫn nhắc lại quan điểm là bạn hãy làm sớm thì tốt hơn. Thế bây giờ tôi mới quay trở về câu chuyện là bây giờ không cần thay đổi đâu xa, cái việc thay đổi cái phương thức kinh doanh thôi. Có rất nhiều người hiện nay là vẫn kinh doanh truyền thống, vẫn đi tìm mở cửa hàng, mở kiosk, làm đủ thứ đủ trò để mà mở rộng hệ thống ra. Thế trong khi mấy ngày hôm nay tôi toàn gặp các đối tác về ví dụ affiliate marketing này, rồi là ví dụ như là kinh doanh online hệ thống này, rồi là bán hàng qua mạng này, rồi là kinh doanh trên platform này, gặp các đối tác đấy. Và tôi thấy rằng là với mình thì sớm thôi, nhưng thực ra với thế giới cũng như ngay tại Việt Nam mình thôi, người ta làm cả chục năm nay rồi. Thế nhưng mà bây giờ vẫn có nhiều ông vẫn bảo là bây giờ em phải ngồi xem thế nào đã. Chứ bởi vì em vẫn chưa thấy rằng là cái kinh doanh online nó rõ nét cho lắm. Thì đến cái ngày nào mà các anh các chị mà bảo là ok bây giờ em sang đây làm kinh doanh online, thì anh chị lại là người đi theo đuôi. Anh chị đã đi cái gọi như là cái giai đoạn cuối của cái vòng đời người ta rồi. Thế còn bây giờ anh chị bắt đầu vào. Khi anh chị vào ngày hôm nay, bắt đầu anh chị sẽ coi như là một tờ giấy trắng. Và những người khác cũng là tờ giấy trắng. Nếu anh chị để ý xem các chuyên gia về marketing của Việt Nam, các chuyên gia bán hàng của Việt Nam, anh chị thấy bây giờ có bao nhiêu người là thực sự là chuyên gia đâu. Và khi họ sang lĩnh vực về bán hàng online, họ cũng tò te tí te giống chúng ta mà. Bây giờ tôi dám đảm bảo anh chị có nhiều người tự nhận là chuyên gia marketing vẫn đang tìm cách làm sao để có thể là sử dụng các phần mềm về chụp ảnh, về live stream. Tức là họ cũng đang giống chúng ta thôi. Họ vẫn đang mày mò các cái thuật ngữ dịch từ nước tiếng nước ngoài sang tiếng Việt như thế nào. Họ cũng đang tậm tà tậm tịt trong việc làm thế nào để sử dụng Facebook cho nó thành thạo, làm thế nào để mà xây dựng kênh YouTube cho nó hiệu quả. Thì vì vậy bây giờ mình vào với họ là gần như là mình được đứng chung chiếu với họ đấy, mình ngang cơ với họ, mình làm sớm. Thế còn bây giờ mà anh chị nhắc lại lần nữa, anh chị nhìn thấy người ta thành công rồi, người ta trở thành các cái gọi là guru rồi, người ta trở thành những cái người hoành tráng rồi, thì bắt đầu mình mới vào thì mình lại đi sau người ta. Thì lúc đấy bây giờ thành 5.0, 6.0, thành cái gì đó rồi, chứ làm sao mình có cửa với người ta nữa, đúng không ạ? Cho nên đây là câu chuyện. Thế thì thưa anh các chị là bây giờ ngay trong cái lĩnh vực kinh doanh, cơ hội thì công bằng đối với tất cả chúng ta. Thế nhưng mà bây giờ cái người mà ta đi mời chào ấy, anh chị phải hiểu là thế này này. Cái gì cũng thế thôi, mời chào tối đa đến 3 lần thôi chứ. Ví dụ tôi thấy tôi có một kinh doanh, tôi mời các chị sang tôi kinh doanh hạn, tôi mời lần thứ một thì tôi nhiệt tình, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ ba anh chị được mời, tức là anh chị ngang với cả Gia Cát Lượng rồi. Lưu Bị cũng chỉ đến 3 lần đấy chứ. Thế nhưng mà chúng ta cứ ỏng eo. Và tôi nhắc lại lần nữa là thực ra có một số lần tôi cáu. Vì sao ạ? Khi mình có một cơ hội kinh doanh, cứ mình post bài lên chẳng hạn, bắt đầu vào, úi dồi ôi, anh Dũng ơi, anh làm này hay thế, anh cho em xin một cơ hội anh nhé, úi dồi ôi, anh ơi này, anh có việc gì cho em xin một chân. Đặc biệt là việc tôi ghi là tuyển dụng bao nhiêu nhân viên bán hàng hay tuyển dụng bao nhiêu thành viên vân vân, là bắt đầu giơ tay là em. Và tôi nhắc lại lần nữa, tôi block không biết bao nhiêu người em với tôi như vậy. Anh biết tại sao không? Em nhưng mà không viết nổi cho tôi một cái comment inbox là ví dụ anh Dũng ơi, em là Nguyễn Thị Lan chẳng hạn, số điện thoại em là 0123456789, anh liên lạc với số này của em có được không, vì em không biết số của anh, em rất muốn tham gia cơ hội bên anh chẳng hạn. Thế mới là em, thì đấy mới là thể hiện anh muốn thay đổi thật và anh muốn cơ hội thật chứ. Đằng này chứ em. Thế tôi lại là người, tôi nói thật là tôi có một cái đặc điểm lớn, đó là con người cực kỳ vô tư và cực kỳ là ngây thơ ấy. Tôi thỉnh thoảng vẫn bị bà xã nói là tôi ngây thơ. Bởi vì tôi không muốn nghi ngờ mọi người, và tôi luôn luôn lấy cái suy nghĩ một cách nó thẳng thắn nhất. Đời này nó quá ngắn để chúng ta suy nghĩ dài, suy nghĩ theo kiểu vòng veo ấy. Thế thì bây giờ nó comment ở Facebook mình là em, thì tôi nghĩ là nó muốn thật, thế tôi sẽ gọi điện hoặc là tôi inbox cho nó, em ơi anh Dũng đây, có phải em đang quan tâm đến công việc của anh đúng không,
Nếu em muốn trao đổi kỹ hơn thì cho anh xin số điện thoại của em để anh gọi điện trực tiếp. Còn nếu không, đây là số của anh bên này, em gọi điện cho anh nhé để mình trao đổi thêm. Mà mình nhìn thấy rõ ràng nó hiện lên là nó nhìn rồi, nó không nói mình câu nào luôn. Hoặc là thậm chí lại còn nó còn ghi này chứ, anh cứ gửi tài liệu cho em. Đấy là lần job thứ hai của tôi. Bắt đầu, à thế à, em cho anh xin số email của em nhé. Bắt đầu nó cho mình một cái email. Mình gửi cho nó tất tần tật tài liệu, từ sản phẩm cho đến giá bán, cho đến quy trình, cho đến quy chế, cho đến văn hóa, cả tầm nhìn và sứ mệnh gửi hết. Rõ ràng nó nhận được rồi, chả trả lời mình gì cả. Và mình ngây thơ lần thứ ba, nhấc điện thoại lên lần nữa. Em ơi, anh gửi email cho em rồi, thế thì không biết rằng là em đã nghiên cứu email của anh chưa? Trả lời, anh ơi, em đang bận anh nhé, mà bây giờ em cũng chưa rảnh đâu anh ạ. Thời gian tới bọn em muốn có em bé mới, cho nên có gì chào anh nhé. Rồi bắn đi pẹt phát. Cái việc nó chuẩn bị có em bé mới liên quan này đến việc kinh doanh của tôi nhỉ? Mà nó ảnh hưởng đến mức độ mà chuẩn bị có em mới mà dập hẳn cái cơ hội kinh doanh như vậy sao? Và tôi nhắc lại lần nữa, đó là con người ta đến lần thứ ba là quá đáng lắm rồi. Và bị vợ nói là ngây thơ nhiều lần quá rồi. Cho vì vậy tất cả những người như vậy tôi xin phép anh các chị block hết. Đúng không? Thế và hai nữa là sao? Và có một lần như thế này nữa tôi mới nói thêm, là tôi mới bức xúc là thế này nữa cơ. Thế bắt đầu đây là một đồng chí. À thế mà mình để mình không block đúng không? Thế có đồng chí khác lại cũng em. Thế bắt đầu là mình lại liên lạc đúng với cái quy trình như vậy. Thế xong nó nói câu này tôi mới nghĩ nó mới điên chứ. Anh ơi, bọn bạn em nó cũng gửi thông tin như này cho em. Chắc là trước đây anh gửi cho chúng nó lại gửi cho em rồi anh ạ. Em cũng biết công ty của anh lâu lắm rồi, em cũng biết cơ hội đấy rồi. Nhưng là chắc bọn em không tham gia đâu anh ạ. Dạ, khi nào bọn em thất nghiệp thì anh cho em xin một suất anh nhé. He he. Tôi nói thật với anh các chị là tôi không có vui với anh chị trong trường hợp này. Tôi nói thẳng luôn, tôi bảo này, công ty của tôi không phải là cái sọt rác. Để cho các anh chị khi nào anh chị thất nghiệp, đến đây tôi phải có trách nhiệm bố trí cho anh chị một công việc. Anh chị nói rằng dạ thưa anh, em đang làm ở chỗ nọ chỗ kia, anh bố trí cho em một việc anh nhé, em chưa có kinh nghiệm anh dạy bảo em, có khi tôi còn nghe. Lại bảo là vâng anh ạ, em đang làm việc ở chỗ này, đợi khi nào em thất nghiệp anh cho em xin một chỗ, công ty tôi đâu phải thùng rác đâu. Phải không ạ? Và đây là cách mà các trường đại học của chúng ta đã đào tạo ra những cử nhân. Và tôi nhắc lại lần nữa là với tư cách đã từng là học viên của một trường đại học thuộc loại tốt nhất Việt Nam, và cũng đã từng là giảng viên của một trường đại học cũng thuộc loại tốt nhất Việt Nam. Chính tôi bây giờ tôi quay ra tôi nghi ngờ là không biết trong 4 năm học đại học người ta đã đào tạo chúng ta cái gì vậy? Kỹ năng giao tiếp bằng không, nếu không muốn nói là con số âm tệ hại. Bạn làm việc 5 năm ở một cái công ty nào đó rồi, vậy công ty đó dạy bạn cái gì vậy? Bạn không biết trân trọng bất kỳ một cơ hội, bạn không biết trân trọng một sự giúp đỡ của người khác. Kể cả bạn không thích làm việc ở một nơi nào đó cũng được, bạn không muốn thay đổi cũng được, nhưng cái cách hành xử tôi sẽ đọc được ra ngay bạn có người là thành công được hay không. Đúng không ạ? Tôi xin thưa anh các chị, đó là đây là cái câu chuyện mà tôi nói, tôi biết biết chắc chắn là buổi tối ngày hôm nay sẽ rất nhiều bạn ức chế đối với tôi đúng không? Thậm chí là block tôi luôn. Nhưng tôi phải nói, bởi vì nếu như chúng ta vẫn giữ cái quan điểm như vậy và cho rằng mọi người đem cơ hội kinh doanh đến cho mình, hoặc tất cả những ai đang muốn cho mình tốt hơn đều như kiểu là chúng nó đang thất nghiệp, à chứ kiểu chúng nó kiểu công ty chúng nó không có ai làm hay sao mà phải mời mọc mình, hoặc là cái cơ hội đấy chắc là nó tệ hại lắm người ta mới phải mời chào mình ấy, thì thưa anh các chị tôi nhắc lại chị một lần nữa nhé, là chúng ta sẽ tiếp tục ngồi trong cái giếng cũ của chúng ta và chúng ta cứ tự sướng. Bởi vì chúng ta chưa một lần nhảy đến thành giếng và nhìn xung quanh xem nó còn những giếng nào khác, cái miệng nó rộng hơn cái giếng mà chúng ta đang ngồi hay không. Tất cả chúng ta đều là những con ếch ngồi trong cái giếng của mình. Quan trọng là miệng giếng của ai rộng hơn, và đặc biệt là ai dám lên cái miệng giếng của mình để nhìn xung quanh còn những giếng nào khác hay không thôi. Thế còn bản thân tôi hay tất cả mọi người đây đều là những con ếch đang ngồi trong những cái giếng cả. Đúng không? Thế nhưng mà bạn chưa lên thành giếng là sao bạn biết được cái giếng người khác nó không to hơn hoặc nó có thể tốt hơn đúng không ạ? Và tôi nhắc lại lần nữa là kể cả sau khi bạn lên thành giếng rồi, bạn thấy cái giếng của mình là to nhất, là hoành tráng nhất, thì bạn ít nhất cũng nói một câu là gì?
Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình hiện nay vẫn chưa có nhu cầu và không muốn rời khỏi cái giếng tuyệt vời này. Nhưng cảm ơn các bạn. Nếu lần sau các bạn có cơ hội, các bạn nhớ gọi mình với nhé. Bởi vì ngày hôm nay cái giếng của mình có thể là lớn, nhưng ngày mai có thể có nhiều cái giếng mới hơn, lớn hơn mà mình không biết. Vì vậy tôi nhắc lại lần nữa, đó là ngày hôm nay thực ra buổi chiều ấy, tôi định viết một cái status khác. Chúng ta đánh mất 3 năm học phổ thông và nhiều năm học đại học để học cái bảng xin xin cốt cốt tang tang, mà đến giờ thực lòng tôi vẫn chưa hiểu nó dùng để làm cái việc gì. Chúng ta mất quá nhiều thời gian cho những việc đó. Chúng ta bảo chúng ta rèn luyện tư duy á. Tôi thật sự tôi cũng nói rằng là tôi là người rất yêu toán học nhé. Nhưng mà bởi vì chúng ta quá ngộ nhận vào những gì chúng ta học, mà chúng ta lại quên mất có nhiều cái khác chúng ta phải học hơn. Là việc chúng ta tự hào rằng ngày xưa em học tang cốt là giỏi nhất trường em. Em thi toán cao cấp được điểm 10 toàn khoa. Nhưng bản chất của vấn đề hiện nay chúng ta đang đánh mất đi rất nhiều cơ hội. Bởi vì chúng ta đang bị ám ảnh bởi cái nhất toàn khoa hay là thủ khoa đó, mà chúng ta quên mất rằng có quá nhiều cái phải học. Và chúng ta chẳng là gì trong cái cuộc đời đầy dẫy cơ hội, nhưng cũng đầy dẫy những kẻ khác giỏi hơn mình và những cơ hội khác mà mình đã bỏ lỡ cái rất đáng tiếc. Đúng không ạ? Thưa anh các chị, đây là một câu chuyện mà tôi không nói chỉ riêng cho giới trẻ, mà ngay cả những cái gọi như là người nhiều tuổi tôi vẫn nói. Bản thân công ty tôi cũng gặp rất nhiều các anh các chị đã chuyển sang, mà các anh các chị làm những tập đoàn của nhà nước hoặc là những công ty của nhà nước. Thế nhưng mà vấn đề là khi mà chúng ta đã, ví dụ tôi nhắc lại lần nữa là không phải ai người ta cũng cảm thấy là người ta không thích cái nơi làm việc hiện nay. Nhưng mà khi tức là anh đã rời khỏi cái nơi đó, anh sang đến tôi, anh gặp tôi rồi đúng không ạ? Thì tức là anh đã chán cái nơi cũ rồi và anh không còn phù hợp nữa. Thế thì khi anh sang từ nơi cũ sang nơi mới thì anh nên dành sự tôn trọng cho nơi mới. Đúng không ạ? Thế nhưng tôi nhắc lại lần nữa là có nhiều anh chị ở cơ quan nhà nước, khi đi ra công ty tư nhân, chúng ta vẫn giữ nguyên cái sự kẻ cả và bề trên của công ty nhà nước. Đúng nào? Và chúng ta vẫn cứ gọi như là hành xử và nói chuyện như kiểu là, ý là cái việc mà tao bỏ công ty nhà nước, tao vào công ty của mày, đấy là một sự tao phải xuống nước, đấy là một sự như kiểu tao ban phát ơn huệ, và chúng mày phải có trách nhiệm đối xử với tao thế nào, bởi vì mày biết rằng tao là từ công ty nhà nước ra. Thế bây giờ tôi nhắc lại lần nữa, đấy là những người mà tôi dùng một từ là bản chất, đó là kém ứng xử. Đúng không ạ? Anh ở công ty nhà nước, anh là cái gì kệ anh chứ. Anh là vụ trưởng, anh là trưởng ban, anh là chủ tịch công đoàn, anh là cái gì kệ anh chứ. Thế nhưng mà bây giờ anh sang đây phải nói thẳng thắn một câu là gì? Tôi thì tôi theo quan điểm rất rõ ràng là anh không cần phải xin việc. Bởi vì ở đây trong môi trường của chúng ta là không có khái niệm xin việc và cho việc. Mà là câu chuyện là tôi có một công việc để làm. Anh có một cái nguyện vọng làm công việc đó. Thế chính là bản chất đó là cái hợp đồng lao động, nó là bên A và bên B, tức là hai bên hoàn toàn ngang bằng đến với nhau. Tôi chia sẻ toàn bộ cơ hội của tôi và yêu cầu của tôi. Nếu anh cảm thấy rằng anh đáp ứng được toàn bộ những yêu cầu đó, và anh cũng sẽ đưa ra những cái yêu cầu của anh về lương thưởng, về cấp bậc, về điều kiện làm việc, và nếu như hai bên cảm thấy là ok thì chúng ta đến với nhau, hai bên đã nghiên cứu và cảm thấy thoải mái đến với nhau. Thế nhưng mà không có bên nào có giá trị hơn bên nào, và không có bên nào có nghĩa vụ là phải xuống nước để, đúng không ạ? Tại sao phải thế? Xong có người lại còn yêu cầu tôi đây chứ. Khi anh giới thiệu tôi ở trong công ty của anh đừng nói rằng là tôi ở cái tập đoàn ấy ra, không mọi người lại đánh giá tôi là tôi thế nọ thế kia. Anh cứ nói là tôi từ một nơi nào đó đến được rồi. Anh đừng có nói rằng là tôi ở cơ quan nhà nước, bởi vì là nhắc đến cơ quan của tôi đấy, mọi người đều biết đấy là một tập đoàn rất là lớn. Chẳng nhẽ một người tập đoàn lớn như vậy thì cuối cùng lại đi làm công ty nhỏ như công ty của mình ở đây. Ô buồn cười thật đấy. Chúng ta nên tự hào về nơi chúng ta đã làm. Nhưng chúng ta không thể vì cái nơi chúng ta đã từng làm đó để rồi chúng ta đi coi thường, hoặc chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang ban phát ơn huệ cho cái nơi mà chúng ta sẽ đến làm. Là tao đang ở nơi cao bước xuống nơi thấp. Rồi ạ. Tại sao lại thế ạ? Thì tôi nhắc lại lần nữa là như vậy, cũng chỉ được 5 bữa, 7 ngày thôi. Là anh cảm thấy là cái nơi của em nó không có thế nọ thế kia. Nói chung là chị vẫn quen, hoặc là anh vẫn quen cái môi trường nó phải thế này thế khác. Thế thì cuối cùng lại quay trở về nơi cũ. Cho việc tôi nhắc lại lần nữa là bỏ được cái nơi cũ là khó lắm anh chị em ạ. Thế còn cái trường hợp tiếp theo, tôi xin phép anh chị 1 phút để tôi cắm cái dây sạc điện thoại, có khả năng hết sạc, hết nguồn. Thế tôi nói anh chị thêm một điều nữa là thế này.
Thế thì bây giờ đến cái việc đó là cùng chuyển từ công ty này sang công ty khác. Thế thì lại có một cái câu chuyện đó là hình như tôi có cảm giác là đôi khi chúng ta không chịu làm quen với nơi mới. Và chúng ta cũng là cái nơi mà chúng ta cũng không chịu là cởi mở lòng mình ra để mà chúng ta đón nhận cái văn hóa của nơi mới. Chúng ta không chịu gọi như là làm quen với nơi mới. Vì vậy hơi tí là lấy nơi cũ ra làm cái chuẩn mực để bắt nơi mới là phải gọi như là làm theo mình. À, dạ báo cáo anh là ngày xưa em ở công ty cũ ấy, em thấy là người ta đều làm như thế nọ, như làm như thế kia, chứ bên mình thế này là không được. Dạ thưa anh là cái sản phẩm ở nơi cũ của em làm ấy nó thế này thế kia, chứ sản phẩm bên mình là thế này thì em thấy nó không được. Dạ cái tệp khách hàng ở nơi cũ em làm nó thế kia nó hay hơn nhiều, tệp khách hàng bên mình xác định thế này là nó cũng chưa được. Dạ ông sếp cũ ngày xưa của em ấy, ông ấy tốt lắm ấy, không như anh đâu. Rồi là dạ thưa anh ở cái nơi cũ của em ấy đồng nghiệp với nhau đối xử khác ấy, sang đây em thấy nó không được. Tức là cứ hơi tí là lôi công ty cũ ra để mà so sánh. Và tôi nhắc lại đây đang là hai công ty tư nhân với nhau nhé, chứ tôi không nói là một công ty nhà nước sang công ty tư nhân nhé, hay là ngược lại nhé. Thế những người đấy lại tiếp tục rơi vào vòng thứ hai, người ta gọi là không biết mình biết ta. Tính tôi rất nóng tính, tôi nói thẳng thế này, tôi bảo thưa với chị, thưa với anh, nếu như công ty cũ của chị nó tuyệt vời đến như vậy thì chị nên ở lại công ty cũ chị làm. Thế còn ngày xưa khi chị đến phỏng vấn với em ấy, chị lại nói công ty cũ chị chẳng ra cái gì cả. Và chị vào chị rất tha thiết được sang đây để mà mở rộng ra một cái cơ hội mới. Thế nhưng bây giờ chị lại toàn nói về nơi cũ thôi. Và thưa với chị rằng chính công ty của em nó không tốt bằng công ty cũ của chị. Vì vậy em mới cần những người như chị, như anh để sang đây đóng góp cho công ty của em, để công ty em nó phát triển hơn. Chứ còn công ty của em nó mà xịn rồi, nó mà tất cả mọi cái nó là hoàn hảo rồi thì em đâu cần những người như anh, như chị nữa, đúng không ạ? Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai là các cụ nhà mình vẫn dạy một câu đó là ăn cây nào thì rào cây đấy. Bây giờ chị sang công ty của em rồi, nếu chị có ý kiến đóng góp tuyệt vời, chị bảo là theo tôi nên làm thế này thì hiệu quả hơn. Chứ chị đừng bắt em là phải làm theo tất cả những gì mà công ty cũ chị vẫn làm. Thậm chí chị đừng bắt em là phải biến cái form của em thành cái form công ty cũ của chị. Đúng không ạ? Bởi vì nói thật với chị là thế này này, chị đi với em rồi mà chị cứ nói về cái cũ em khó chịu lắm. Em hỏi chị có bao giờ chị đi với người yêu mới mà chị cứ bảo là anh ơi, anh hôn em không thích bằng thằng người yêu cũ của em không? Cái thằng người yêu cũ, thằng người yêu mới nó chẳng gọi như xin lỗi chị, đánh cho chị gãy răng. Thế chị lại chẳng nhất chị lại bảo là ơ, anh hôn em chả thích như người yêu cũ em ngày xưa hôn em, anh phải hôn như nó mới thích à? Là sao chị nói chuyện vớ vẩn vậy? Đúng không ạ? Vì vậy tôi nhắc lại lần nữa đó là gì ạ? Chị có thể là nhận xét, chị có thể là góp ý, chị có thể là đưa ra lời khuyên, nhưng chị đừng bắt em phải giống cái công ty cũ của chị. Đúng không ạ? Công ty chị cơ cấu thế kia thì nó hợp lý, nhưng công ty em này nó không hợp lý được. Khổ lắm. Thế cho nên thưa anh các chị, đây là cái câu chuyện mà rất nhiều người trong số chúng ta đã gặp phải. Và vì nó gặp nhiều vấn đề như vậy, cho nên tôi nói là tôi chưa nói gì liên quan tới cái gọi là chuyên môn cả. Tôi chưa nói bất kỳ một cái gì mà liên quan tới cái gọi như là hiệu quả công việc cả. Mà chúng ta nhìn ra thấy sợ là chúng ta không thể phù hợp với cái mới rồi. Cho nên hiện hôm nay ấy, ở đây tiện tôi nói thêm với chị lần nữa là có mấy cái chỉ số. Cho nên tại sao người ta mới nói rằng là cái ông thông minh ấy là chưa chắc thành công. Thì hôm nay tôi giải thích cho anh chị cái ý nó là như thế này. Cái ông thông minh ấy thì hay đi phân tích. Cái ông thông minh thì hay đi so sánh. Và ông thông minh ấy thì hay cho rằng mình giỏi. Cho vì vậy luôn luôn nghĩ rằng cái nơi mình đang làm hiện nay là số 1. Cái công thức mà mình biết nó là tối ưu. Cái nơi mình làm nó là tuyệt đối. Ấy. Và cái sự lựa chọn hiện nay của mình nó là tuyệt vời. Cho nên khi mà chúng ta sang bất kỳ một cái nào nó chỉ cần khác những gì mà mình đang làm thôi là bắt đầu anh chị lên án. Anh chị bảo nó không giống cái cách em đang làm, không phải cái điều mà em đã từng lựa chọn, bắt đầu chúng ta so sánh. Và vì chúng ta thông minh nữa cho nên là chúng ta không đi kèm với thứ hai là chỉ số cảm xúc là EQ ấy. Chúng ta không làm chủ được cái cảm xúc của chúng ta. Chúng ta không gọi như là có những cái cảm xúc như là yêu thương, như là cho đi, như là đồng đội vân vân ấy, thì chúng ta bắt đầu là gặp thất bại. Thế nhưng mà cái ông EQ cao ấy, ông thiếu cái EQ còn đỡ. Ông thiếu cái gọi là AQ mới chết cơ.
Tôi đọc tiếng Việt hoàn toàn là chữ A với chữ Q ấy. Cái A Q này thì nhiều người giải thích nhiều nghĩa lắm. Tôi thì tôi hay nói đùa này, A Q là gì? Dịch nôm na là adaptation ấy. Tiếng Pháp tôi gọi adaptation ấy. Adapter đấy. Cái ổ cắm chúng ta gọi là cái adapter đấy. Là gì ạ? Là cái chỉ số về thích nghi của chúng ta là hơi kém. Năng lực của một con người hiện nay trong một công ty, chúng tôi đầu tiên xem xét nó phải là khả năng thích nghi. Anh thích nghi được thì anh sẽ tự nghĩ ra cách để làm cái việc tôi giao. Anh thích nghi được thì anh sẽ tự biết là vui buồn cho nó đúng lúc, thể hiện sự tôn trọng người khác cho nó hợp lý. Còn anh không thích nghi được thì thưa với anh rằng là cho anh vào bất kỳ nơi nào anh cũng đổ lỗi cho hoàn cảnh mà thôi. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Đúng nào? Ừ, mình đang làm nhà nước nó tốt thật đấy, nhưng mà với bối cảnh mình phải sang công ty tư nhân thì mình vẫn vui vẻ hòa nhập với nó chứ. Ừ, đúng thật, mình đang làm kinh doanh truyền thống nhưng bây giờ sang kinh doanh hiện đại mình phải hợp lý với nó chứ. Ừ, trước đây mình là chuyên gia đàm phán thì phải gặp mặt trực tiếp mình đàm phán được, bây giờ mình phải bật máy điện thoại lên mình đàm phán online, mình phải hợp lý với nó chứ. Ừ, trước đây là chưa có dịch nCoV chẳng hạn thì mình đi làm thế này, bây giờ có dịch nCoV thì mình phải làm kiểu khác chứ. Mình đổ lỗi cho con cúm nCoV hay mình đổ lỗi cho cái gì được đây, đúng không ạ? Khả năng thích nghi. Nhưng tôi nhìn lại hiện nay, ngay cả cái đào tạo từ cấp phổ thông lên đại học của chúng ta hiện nay là cái khả năng thích nghi là người ta ít đào tạo, cho nên khả năng thích nghi là hơi kém. Hơi kém. Và anh chị cũng đừng nghĩ rằng là cho con cái chúng ta học các trường quốc tế đã là ngon đâu anh chị em ạ. Học trường quốc tế tức là nó sẽ quen môi trường của trường quốc tế. Thậm chí cho đi nước ngoài học nó quen môi trường của châu Âu và châu Mỹ. Thế nhưng vấn đề là về Việt Nam anh có làm được kinh doanh không lại là một câu chuyện khác. Chắc gì anh ăn được mấy thằng Việt Nam. Ờ đúng không? Cho nên rất nhiều có rất nhiều anh chị hỏi tôi ý kiến là thế anh Dũng em có tôi về có con học lớp 10 rồi, theo anh là nên cho nó đi học từ lớp 10 hay lớp 12 ở nước ngoài là thế. Tôi nói thật. Tôi bảo nó cũng tùy chị ạ. Nếu như con chị là đứa có khả năng thích nghi tốt thì lớp 10 chị có thể cho nó đi. Nó thích nghi được ngay với cuộc sống phương Tây hiện đại, rồi là văn minh, kỷ luật vân vân. Thế nhưng mà sau đó lôi nó về Việt Nam chẳng hạn, láo nháo cháo hơn cơm như vậy, nó lại thích nghi được trở lại, thì chị vừa không mất con mà chị ngon. Thế còn thằng con chị mà khả năng thích nghi không tốt ấy, bây giờ nó đang ở nhà mẹ bú mớm, bố bú mớm từng tí, sang châu Âu kia một mình nó, trên đấy là nó chết. Nó sẽ bị gọi như rơi vào những cái cạm bẫy mà do bạn bè nó ra và xã hội nó nâng ra. Rồi suốt ngày nó gọi chị sang bú mớm cho nó thì chị chết. Thế nhưng nguy hiểm hơn nữa đó là bây giờ nó học được phương Tây rồi, nó quen được phương Tây rồi, nó mất mấy năm nó quen được phương Tây. Mà chị gọi nó về Việt Nam nó kinh doanh là bắt đầu nó như cái con gọi như gà công nghiệp ấy. Nó bảo ủa sao Việt Nam lại làm vậy, Tây nó làm ấy, nó cứ hơi tí mở mồm ra Tây nó vậy. Tức là khả năng thích nghi rất kém. Và khả năng thích nghi kém thì là chết. Cho nên anh chị biết rồi, trong tất cả các con ấy, to đến mấy cũng chết. Chỉ có con rán là nó không chết, bởi con rán là khả năng thích nghi tốt nhất trong tất cả các con. Đúng không ạ? Người ta chứng minh rồi mà, rắn là con sống lâu nhất trên trái đất này. Là bởi vì không phải nó khỏe mà vì nó thích nghi tốt. Cho nên thưa anh các chị là khả năng thích nghi không tốt thì đưa con đi học nước ngoài coi như mất con. Và hai nó trở về nó không làm được đâu. Ê, cho nên bây giờ cũng thế thôi. Bây giờ tôi nói thật, mấy đứa bạn tôi có con học ở trường quốc tế chẳng hạn. Cho nó vào trường quốc tế nó quen rồi. Nó sạch, nó quen này. Cho nên bây giờ nhiều khi là mới chỉ cần cho nó về quê thôi chẳng hạn. Nó gặp môi trường của nhà ông bà nó hơi bẩn một tí rồi bắt đầu nó ôi kinh, nó tởm lắm, cơm nó không ăn, nó ngồi đấy nó không ăn. À, cho nên nhiều khi tôi nói đùa đói dã họng ra thì phải ăn, nhưng mà bởi vì nó chưa rơi vào tình trạng đói dã họng cho nên nó vẫn cứ tiếp tục nó như vậy. Và nó yêu cầu là cả đời nó phải sống trong môi trường là quốc tế cơ. Thế một lúc nó chẳng may bố mẹ nó mà không làm ăn được, mà nó không còn quốc tế nữa thì chúng nó chết à. Cho nên thưa anh các chị là khả năng đầu tiên là khả năng adaptation, adapt. Cho nên thưa anh các chị rằng là nếu không có khả năng đấy thì coi như là rất khó khăn, cực kỳ khó khăn. Cho nên là thực ra anh chị thấy không ạ, nhân sự vào các công ty hiện nay ngay buổi đầu tiên đến đã thấy là không phù hợp, thế nhưng mà cũng không dám bỏ đấy. Và đã không phù hợp rồi thì tôi nhắc lại, nó sẽ dẫn đến một số loại là gì đấy, nó cứ ngồi giật giờ ở đấy nhưng mà nó chả đóng góp được gì mấy, bởi vì nó làm nó cảm thấy nó không phù hợp, nó không thể thích nghi được. Cái loại thứ hai nữa thì bắt đầu chân trong chân ngoài, tức là cứ làm công ty này vẫn tiếp tục vẫn đi nhìn ngó công ty khác để mà chuyển sang.
Nhưng mà rồi đến đâu thì nó cũng sẽ thất vọng rồi, nó đổ lỗi tất cả. Loại thứ ba nữa thì trở nên bất mãn. Ê, thôi đã coi như đây là lần chuyển cuối cùng của tôi cũng được thôi, nhưng mà tôi sẽ bất mãn, coi như tôi là một người không sinh ra không đúng thời. Sợ nhất là câu sinh ra không đúng thời, và thế là bất mãn. Đúng không ạ? Còn cái người nào mà sau khi vào được cái nơi đó thấy không phù hợp để mà tự rèn luyện mình để mà trở nên phù hợp ấy, thưa anh chị, ít ít lắm. Anh chị em có nghĩ là mạng tôi đang bị nát không? Mọi người comment của tôi cái về một số người nói là mạng nát quá. Tôi thì tôi không nghĩ là mạng tôi bị nát, bởi vì tất cả các comment vẫn hiện lên khá đầy đủ. Anh chị xem lại xem có đúng thế không ạ? Thế thì vậy thì điều cuối cùng tôi mới chia sẻ anh chị em ngày hôm nay là cái gì? Đó là tôi nhắc lại lần nữa, đó là có những người sẽ luôn tìm được ra lý do để đổ lỗi cho hoàn cảnh. Và có rất nhiều người sẽ luôn luôn cho rằng là mình không thành công là do người khác hoặc là do công ty, chứ không bao giờ là do mình. Và tôi nhắc lại lần nữa, những người đấy là những người mà sẽ không bao giờ nâng cấp được bản thân mình và cũng không tăng được khả năng đóng góp cho xã hội và cộng đồng, và luôn sẽ rơi vào tình trạng bất mãn vì cái câu chuyện là thế này. Ngày xưa đi học phổ thông, tôi vẫn nói cái chuyện lại, anh chị nào nghe rồi anh chị hiểu. Đi về đến nhà hỏi thế hôm nay mày được mấy điểm? Ê, em học toán, thầy giáo như một thằng điên ấy, cho em một điểm. Tao hỏi thế, tao hỏi mày lần nữa là thế lớp của mày có nhiều thằng được một không? Dạ thưa anh, có một hai thằng được một thôi, còn đâu toàn 9-10. Nhưng mà ông thầy giáo này á, điên lắm, không học thêm ông đấy à, toàn một thôi. Mày bảo ok, tao tin là thầy giáo bị điên. Hôm sau về hỏi văn được mấy điểm? Ê, văn em được 2. Ê, cô giáo dạy văn như bị điên ấy. Em làm văn hay thế mà cho em 2 điểm. Mình ở thế lớp có ai được 2 không? Dạ cũng có 1-2 người được 2 thôi, còn đâu chủ yếu thì cũng 7-8. Mình bảo hôm nay tao công nhận cô giáo mày bị điên. Đến hôm thứ 3 thể dục mấy điểm? 2 điểm. Thầy giáo em điên, em nhảy đúng kỹ thuật thế mà ông cho em 2. Mình bảo ok, tao nói cho mày biết thế này. Ngày đầu tiên tao tin là thầy giáo toán mày bị điên. Ngày thứ 2 tao tin cô giáo dạy văn mày cũng điên. Nhưng đến ngày thứ 3 thì tao khẳng định rằng là cả trường mày bình thường, thầy cô trường mày toàn là những người bình thường, và người điên duy nhất là mày. Thật. Vì vậy là có những người vào đến tìm cơ hội tại công ty của tôi cũng nói thẳng điều này. Em hôm đầu tiên em làm công ty 1, em bảo công ty bị điên, anh tin. Công ty thứ 2 em bảo ông chủ bị thần kinh, anh cũng tin. Đến công ty thứ 3 nữa em bảo công ty em có vấn đề, anh cũng tin. Nhưng đến ngày hôm nay thì anh khẳng định rằng là tất cả công ty đó đều bình thường, em là người duy nhất bị điên. Và để chữa điên cho em ấy, thì chỉ tự em chữa thôi, không ai chữa được. Và anh sẵn sàng mở một cơ hội để em chữa điên ở công ty của anh. Nhưng anh chỉ hy vọng là một ngày em đừng bỏ công ty của anh nữa để em sang công ty khác. Em lại bảo là Hoàng Trung Dũng và công ty anh Dũng bị điên. Và anh xác nhận nhé, ngày hôm nay anh không điên và em cũng chưa điên. Nhưng mà đừng một ngày em nói anh bị điên nhé. Hết. Vậy thưa anh các chị, ở đây là gì? Chúng ta không nâng cấp. Chúng ta e ngại trước các cơ hội. Chúng ta cố níu lại một cái mà chúng ta cảm thấy chúng ta không phù hợp, và chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh. Hai nữa là còn một điều nữa là muốn sang chỗ mới nhưng lại phải áp dụng phương pháp cũ của em cơ. Đi kinh doanh online lại bảo chứ, nhưng mà em không quen sử dụng điện thoại, em không biết sử dụng internet, em chả biết post bài Facebook thế nào. Thế mà thế tóm lại em kinh doanh online kiểu gì? Em chỉ thích là học thầy online thôi, chứ còn đi bán hàng thì em cứ thích áp dụng kiểu cũ cơ. Và thế bây giờ ok đấy, không kinh doanh online được, thế bây giờ hệ thống của tôi thì chả cần online offline cũng được. Thế nhưng mà phải làm theo hệ thống, tức là em phải thuộc về một đội nào đó để người ta hỗ trợ em làm hệ thống nó tốt hơn chứ, có bạn có bè nó tốt hơn. Ôi nhưng em chả thích làm việc hệ thống đâu, em là người thích làm việc độc lập cơ. Chứ còn nếu là làm hệ thống mà cứ có người nọ người kia khác ý kiến của em ấy, là em cảm thấy là em là người không kiềm chế được bản thân. Hay nữa là em thấy mà em mà đã làm cái gì mà người khác ngăn cản là em cảm thấy em không vui. Anh xem nào, công ty của mình có cho em một mình một hệ thống riêng được không? Bảo là chịu. Thế thì chỉ có em về tự lập hệ thống của riêng em.
và em kêu gọi mọi người đến làm việc cho em. Thế mà nhưng mà em lại không thích làm chủ cơ. Em ấy là em chỉ thích làm việc độc lập thôi, chứ còn làm chủ em thấy cũng đau đầu lắm. Em là người thích sống tự do, thích tự do về mặt tài chính, thích tự do về suy nghĩ, thích tự do về mọi thứ, em chả thích ràng buộc gì. Nhưng mà em lại không thích làm chủ anh ạ. Thế em làm gì hả anh? Theo anh chị đây, anh, người đây sẽ làm gì ạ? Thưa anh các chị, đây là những câu chuyện. Cho vì vậy là cái Facebook của tôi anh chị thấy không ạ? Tôi block nhiều người lắm ấy. Và có nhiều người sau đó cũng gọi điện cho tôi hỏi là anh Dũng ơi, tại sao em làm gì anh mà anh block em? Tôi bảo tôi chả block anh vì cái gì cả. Tôi chả ghét anh. Tôi cũng chẳng gọi như là có ác cảm gì với anh. Thế nhưng bởi vì là đây là nhà riêng của tôi có văn hóa riêng, tôi có quy định riêng. Và nếu anh không tuân thủ nó và anh cảm thấy nó không phù hợp thì tôi block anh để cho chúng ta đỡ phải nhìn thấy nhau thế thôi. Anh đỡ ghét tôi và tôi đỡ ghét anh. Tôi chẳng có gì gọi như là phải gọi như là lăn tăn nữa cả. Cho nên thưa các anh chị em là đây là những cái câu chuyện mà chúng ta cần phải suy nghĩ một chút. Thế còn cơ hội thì tôi nghĩ rằng là bây giờ nó quá nhiều các cơ hội. Chưa bao giờ là muộn cả. Tôi thấy rất lạ là hiện nay có nhiều bạn trẻ tuổi 30, 35 đã bảo là mình quá già để thay đổi. Có người bảo 40 tuổi đã bảo là bây giờ chị không biết làm gì để thay đổi. Tại sao chúng ta lại nghĩ thế? Anh chị phải hiểu rằng thế này này, xã hội chúng ta hiện nay. Cái việc mà chúng ta làm việc ở tuổi 80 là quá bình thường. Anh chị sang Nhật anh chị xem đúng không ạ? Có những cái người mà người ta 80 tuổi rồi, người ta vẫn lái taxi ở ngoài đường, người ta vẫn đóng góp, người ta vẫn thay đổi. Người ta đang lái taxi truyền thống, người ta vẫn sang sử dụng Grab hay là mobile để mà người ta làm. Vậy mà chúng ta đây, chúng ta mới có được bao nhiêu ạ? Chúng ta mới có được gọi như là 30, 35 tuổi, 40 tuổi mà đã bảo là em không biết phải làm gì để mà thay đổi thì tôi không hiểu, tức là chúng ta lại nghĩ thế nào. Đúng, Xuân Bắc nói đúng đấy. Tôi xin phép tôi cắm cái sạc pin. Tức là sao ạ? Tức là chúng ta ở cái tuổi gọi như là có 35, 30 nhưng chúng ta đã chết rồi. Và 80 tuổi chúng ta mới chôn. Anh chị hãy tưởng tượng thế này này. Tôi nhớ là cái hôm nay tôi nhắc lên một nhân vật là tôi nhớ là ông chủ của trường Nguyễn Siêu ở Hà Nội mình ấy này. Tôi chỉ nghe nói lại tôi thấy cảm thấy rất là kính phục ông. Bởi vì là ở tuổi 60 sao ông ấy thành lập cái hệ thống trường Nguyễn Siêu ấy. Và sau 10 năm thì hệ thống trường Nguyễn Siêu đã rất phát triển ở Hà Nội. Và lúc đấy ông ấy là kinh doanh. Và lúc bây giờ ông ấy 70 tuổi, minh mẫn và khỏe mạnh và rất thời đại. Và đến giờ hình như ông ấy là 80 tuổi rồi mà ông vẫn điều hành trường bình thường, vẫn là chủ tịch. Đã thấy ông ấy chuyển giao lại cho ai đâu. Thế theo anh chị là 20 năm làm kinh doanh không phải là đủ à? Quá nhiều chứ đúng không ạ? Đâu sao đâu ạ? Hay là cái câu chuyện mà anh chị đều biết như là ông chủ KFC thì hạn 65 tuổi. Ông ta vẫn thay đổi, ông ta vẫn đi giao gà, ông ta vẫn bán gà, vẫn nghĩ ra công thức gà. Để rồi sau đó ông ta thành công ở tuổi tận 80 gì đó chứ đúng không ạ? Thế còn bây giờ có nhiều người đi làm trong công ty nhà nước, đi làm cho cơ quan quản lý được tầm khoảng 40 tuổi, 50 tuổi mà đã bảo là anh chị quá già để thay đổi. Giả sử năm nay anh chị 50 tuổi đi, tức là hơn tôi tận 10 tuổi, hơn 50 tuổi đi, anh chị bắt đầu mới thay đổi đi. Anh chị mới tham gia kinh doanh, anh chị mới mở cửa hàng, anh chị mới làm nọ làm kia đi. Thì anh chị ít nhất ở cứ cho là quy định ở tuổi Việt Nam là 60 tuổi đi, anh chị vẫn còn 10 năm cơ mà anh chị. 10 năm là đủ thời gian để có thể là thành một đế chế đấy anh chị em ạ. Thế chẳng lẽ trong 10 năm đó chúng ta tiếp tục sống theo kiểu cũ và chúng ta tiếp tục kinh doanh kiểu cũ và chúng ta cứ tiếp tục là hài lòng với những gì chúng ta đang khó chịu hiện nay. Đúng không ạ? Thế còn các bạn trẻ cũng thế thôi. Học thêm một thứ ngôn ngữ mới, học thêm một kỹ năng mới, tìm hiểu thêm một mô thức kinh doanh mới, thay đổi cho mình một cái nghề nghiệp mới là quá sớm chứ đúng không ạ? Đúng là thời gian nó không có nhiều nhưng mà cũng là có quá đủ để chúng ta làm tất cả mọi việc mà. Đúng không nào? Như tôi chẳng hạn là một ví dụ cụ thể, 40 tuổi tôi bắt đầu tham gia trong lĩnh vực gọi như là 30, đúng rồi, năm nay 41 rồi nhỉ, đúng rồi. Thì 39 tuổi bắt đầu mới tham gia lĩnh vực về dược. Thế anh chị nghĩ rằng tôi quá muộn á? Không anh chị em ạ. Không hề muộn. Chưa từng muộn. Và biết đâu đó 3 năm nữa, 5 năm nữa, 7 năm nữa và 10 năm nữa tôi sẽ tham gia rất nhiều lĩnh vực khác thì sao? Đúng không ạ?
Cho vì vậy thưa anh các chị rằng cái tư tưởng chúng ta già trước tuổi và chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã quá già để thay đổi là một tư tưởng chúng ta cần phải từ bỏ. Vậy thì ở đây từ bỏ khó hay dễ? Nó quay trở về câu chuyện đó là câu chuyện là khó hay dễ nó chỉ phụ thuộc vào mỗi bạn thôi, mỗi anh chị thôi. Và tôi đọc lại công thức của tôi đó là gì ạ? Chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi được nếu như chúng ta vẫn để cái công thức đó là D nhân với V nhân với F nó cứ nhỏ hơn hoặc bằng cái R. D là nỗi đau của chúng ta với hiện tại, nó vẫn quá nhỏ. D tức là cái viễn cảnh của chúng ta về một tương lai tốt đẹp hơn, nó vẫn quá nhỏ. F tức là các cái footstep của chúng ta, các cái bước chân của chúng ta, những sự thay đổi của chúng ta nó vẫn quá ít ỏi. Thì ba yếu tố này có nhân vào với nhau nó vẫn luôn luôn nhỏ hơn những cái rủi ro dự kiến và nhỏ hơn những cái khó khăn mà chúng ta có thể gặp phải. Và vì chúng ta luôn nhìn thấy công thức này thì chúng ta sợ. Và bây giờ em chả thay đổi công việc, em vẫn đủ ăn, em đâu có khó chịu đâu. Em chẳng thay đổi nhưng mà em chẳng có ước mơ gì. Ước mơ em có nhà rồi, có xe rồi, em cần gì phải thay đổi ạ? Lương tháng hai vợ chồng 30 rồi, có gì mà phải thay đổi ạ? Có nhiều tiền để làm cái gì? Thay đổi thì làm cái gì? Nhọc xác đúng không? Và hơn nữa là sao? Em thì thay đổi, em chỉ thay đổi 1-2 ngày thôi, còn 5-6 ngày sau em lại không thay đổi được nữa. Thế cho nên tôi nhắc lại ba yếu tố đúng không ạ? Đó là cái nỗi đau của chúng ta hiện nay chưa đủ lớn, cái khát vọng của chúng ta chưa đủ nhiều, ước mơ của chúng ta nó chưa đủ sáng rõ ấy. Và những cái hành động cụ thể chúng ta hàng ngày nó rất là chập chờn, thì nó luôn luôn gặp phải rất nhiều cái khó khăn và rủi ro và chúng ta không thể vượt qua nó được. Còn khi nào chúng ta có được một cái nỗi đau cực lớn, chúng ta có một cái khát vọng đủ huy hoàng, chúng ta có được những cái thay đổi, những cái footstep, những bước chân của chúng ta hàng ngày phải được thực thi, thiết lập. Đấy, giống như thay đổi thói quen thả tim này là ví dụ cụ thể. Khi mà người khác live stream ấy, ngày nào cũng phải thay đổi cái gì đó, ngày nào cũng phải làm cái gì đó, thì nó sẽ lớn hơn được những cái rủi ro và những cái khó khăn ngăn trở con đường chúng ta đi. Còn chúng ta cứ mãi mãi để nó nhỏ hơn hoặc bằng. Và tôi nói rồi là sao ạ? Hàng nghìn cái khó khăn nó sẽ xảy ra. Ai dám hứa với các bạn là nói chuyện hứa? Có người gặp công ty tôi bảo tôi này chứ, thế anh có hứa với em rằng là khi em bán hàng em sẽ bán được hàng, em sẽ có thu nhập không thấp hơn thu nhập hiện nay của em không? Thì anh có hứa rằng là nếu mà em thất bại thì anh sẽ phải có trách nhiệm gọi như trọn đời với em không? Tôi bảo tôi chịu, tôi không bao giờ tôi hứa với các bạn, đúng không ạ? Và tôi không có trách nhiệm và tôi không có nghĩa vụ phải hứa với các bạn điều đó. Còn thành công hay không là tùy thuộc các bạn, chứ tôi chỉ là người hỗ trợ thêm, chứ làm sao tôi lại hứa với các bạn được. Hai năm ngày xưa ta chơi trò trẻ con ta biết rồi, bước chân đi cấm kỳ trở lại. Bây giờ lại bảo là bây giờ em tạm thời bỏ việc cái công ty cũ của em mới sang đây, nếu em không thành công anh phải có trách nhiệm đưa em về công ty cũ. Làm sao có chuyện đó, khôn như anh chị quê tôi đầy, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta vẫn cứ kiểu là đi, nhưng mà cứ nghĩ rằng là tôi sẽ sang tôi thử thế nào thôi. Còn nếu mà tôi không thành công thì tôi sẽ lại về chỗ cũ của tôi. Và vì chúng ta có tư duy thử như vậy, vì vậy chẳng ai tư duy thử mà thành công cả. Hôm nọ tôi thích quá, có bạn nào đó trên kinh doanh online, bạn viết một câu rất hay, là trong lịch sử kinh doanh online và kinh doanh hệ thống chưa bất kỳ một trường hợp nào thành công với tư tưởng là tôi nhập hàng về bán thử mà đấy. Chưa ghi nhận ai thử hết anh chị em ạ. Chưa ghi nhận bất kỳ một trường hợp nào thành công mà thử cả. Và đều phải nói là làm thật. Anh chị nhập sản phẩm, một sản phẩm cũng được, 5 sản phẩm cũng được. Nhưng mà một sản phẩm với 5 sản phẩm đấy, đó là danh dự của chúng ta, đó là cả một cái chìa khóa để mở cánh cổng sự nghiệp của chúng ta. Mà chúng ta lại bảo chúng ta thử. Thử là thử thế nào, đúng không ạ? Thật chứ. Nhập 100 sản phẩm cũng là làm thật, nhập 1 sản phẩm cũng là làm thật. Nhập 1 sản phẩm về đăng bài để bán cũng phải đăng bài thật, cũng phải gọi như là quyết tâm thật. Chứ không phải là ý là 1 sản phẩm tức là em làm thử, còn 100 sản phẩm đợi khi là 1.000 sản phẩm em mới làm thật đâu. Đội nhóm có 1 người cũng phải quản lý như thật, mà là thật chứ không phải là như thật, là quản lý thật. Và đội nhóm 1.000 người cũng quản lý thật. Công thức là D nhân V nhân F luôn luôn nhỏ hơn và bằng R, Xuân Bắc nhé. D là nỗi đau, V là viễn cảnh, F là những cái bước chân, những hành động của chúng ta, còn R là những cái rủi ro hoặc là những cái khó khăn mà chúng ta gặp phải. Cho nên vì vậy là nếu mà chúng ta làm thử thì làm sao ra kết quả thật được. Đã sang công ty người ta rồi, đã tham gia bán hàng cùng công ty người ta rồi, đã vào đội nhóm rồi mà vẫn bảo là em muốn làm thử, em xem thế nào đã. Chúng ta chết vì câu em xem thế nào đã. Thế nếu mà
em có quyền xem thế nào đã, thì tôi và đội nhóm của các bạn cũng có quyền xem các bạn thế nào đã. Thế tại sao tôi phải đào tạo các bạn thật? Tại sao tôi phải giúp các bạn thật? Khách hàng tại sao lại phải đến với các bạn thật nếu trong khi bạn mới đang xem thế nào đã, đúng không? Bạn xem thế nào đã thì bạn mới bán hàng. Bạn xem thế nào đã bạn mới đi gặp khách hàng. Bạn xem thế nào đã thì bạn mới dồn toàn tâm toàn ý. Bạn xem thế nào đã thì bạn mới sẵn sàng hòa nhập vào văn hóa công ty tôi. Thế tại sao tất cả những yếu tố còn lại thì lại phải là làm thật với bạn luôn? Thì tôi cũng xem thế nào đã. Có bao nhiêu chiêu bán hàng tôi giữ lại đã. Tôi xem bạn thế nào đã tôi mới dạy bạn chứ. Đội nhóm sẽ xem bạn thế nào đã thì người ta mới ủng hộ bạn chứ. Khách hàng cũng xem bạn thế nào đã thì người ta mới quyết tâm là trở thành khách hàng của bạn chứ. Vì vậy tôi nhắc lại lần nữa là gì? Nếu công thức nó chỉ xảy ra một chiều thì tôi nhắc lại là khôn như các bạn quê tôi đầy. Đúng không ạ? Cho nên vì vậy là chúng ta sẽ không thể thành công được đâu. Vậy thì thưa anh chị là ngày hôm nay trong một cái khoảng thời gian như vậy thì tôi lên đây chia sẻ với các bạn về cái việc chuyển nơi cũ sang nơi mới. Bỏ một phương thức cũ sang phương thức mới dễ hay khó? Tôi nhắc lại là cực khó. Chưa bao giờ là dễ cả. Vì tôi nhắc lại lần nữa là nếu mà dễ thì thiên hạ ta làm được hết và người ta cũng thành công hết rồi. Nhưng vì nó khó nên chúng ta phải quyết tâm và chúng ta đừng bao giờ đặt chúng ta vào cái đối tượng là nó sẽ trở thành khó. Bởi vì là nó sẽ phải xảy ra và đừng để cái điều đó xảy ra vào người khác. Mình phải là người để cho nó xảy ra với chính mình chứ. Người khác thay đổi được, tại sao mình lại không thay đổi được? Mà tại sao mình cứ nghĩ rằng là toàn bọn khác thay đổi được còn mình thì không? Mình phải là người thay đổi được, đúng không ạ? Và mình thay đổi theo hướng là xoáy chuôn ốc. Tức là không thể nói là bạn sẽ thành công kiểu vang dội, nhảy vọt được. Nhưng mà ít nhất là nó cũng xoáy chuôn ốc. Mỗi lần nó lại to ra một tí, mỗi lần nó tốt hơn một tí, nó quay ra bên ngoài. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ loanh quanh như vậy thì để rồi chúng ta cũng sẽ là chững lại và chúng ta có thể là tụt lùi. Đúng không ạ? Vậy thì bạn kinh doanh Amway hay là bạn kinh doanh bất kỳ hệ thống nào cũng vậy. Công ty nào nó cũng có cái hay và nó cũng có cái hạn chế của nó cả. Mô hình nào cũng có cái được và có cái chưa ổn của nó cả. Vấn đề tôi nhắc lại là chúng ta lựa chọn và đã lựa chọn thì làm sao có trách nhiệm sự lựa chọn của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta lựa chọn rồi, chúng ta làm hết sức mình rồi, gọi như là bung lụa hết rồi mà thấy nó vẫn không phù hợp và mình không thể phát huy được tác dụng, thì tôi nhắc lại, đằng nào cũng phải làm thì hãy làm nó sớm hơn. Kể cả việc từ bỏ cũng vậy, nếu thấy phải từ bỏ thì hãy từ bỏ sớm hơn. Đấy là cái bí quyết duy nhất và là công thức duy nhất thôi. Thế còn các bạn có thể nghĩ ra các công thức khác phù hợp với chính mình thì các bạn cứ chia sẻ với mọi người. Bởi vì tôi cũng nhắc lại lần nữa là xin lỗi là tôi hơi võ đoán cái đó, đấy là công thức duy nhất. Có nhiều công thức, còn với tôi đây là công thức duy nhất, còn rất nhiều người khác có những công thức khác. Thì các bạn hãy chia sẻ với mọi người để chúng ta tìm ra công thức nào phù hợp nhất với mình. Và chúng ta cũng đừng đứng núi này trông núi nọ nhiều, và chúng ta cũng đừng mà gọi như là nghĩ vòng vo nhiều, và chúng ta hãy bỏ những câu như kiểu để em xem. Để em xem tức là chẳng bao giờ xảy ra. Đúng không ạ? Ngay một cái việc rất đơn giản đời thường như thế, rủ nhau đi uống cà phê cũng vậy thôi. Bảo uống cà phê đi. Cái kiểu mà cứ bảo vâng có gì để tôi xem ấy, là hầu như không bao giờ gặp nhau. Chỉ có ok uống cà phê ngày mai 8 giờ gặp nhau thế là xong. Lại có kiểu để tôi xem đã, khi nào tôi sắp xếp được tôi sẽ gặp ấy, thì cả cuộc đời chẳng bao giờ gặp được. Biết bao nhiêu người gọi điện thoại cho tôi này, nào là em sẽ đến gặp thầy để xin thầy ý kiến này, em sẽ đến gặp anh để mà em xin tắm bán hàng bên anh này, em sẽ đến gặp chị Hoa Hồng CEO để mà được chị tư vấn này. Nhưng mà bảo hẹn giờ, dạ vâng ạ, có gì để em xem để em báo lại anh. Mất tích con mẹ hàng lươn, xin thưa anh các chị, tôi chưa gặp được ai mà để em xem cả. Thế còn những ông là ok anh ở cơ quan đúng không, em qua luôn. Mình không, anh không ở cơ quan, chiều anh mới có mặt. Dạ vâng, vậy thì chiều 4:30 em gặp anh nhé, thế là xong. Mà đều thành công cả. Còn cái đối tượng mà cứ để em xem cái gì mà xem, đúng không ạ? Em mà xem thì anh sẽ xét. Em nghĩ em xem là xong á. Em mà xem thì còn đợi anh xét. Tôi vẫn nói lại lần nữa là hai bên ngang bằng mà. Em có quyền xem cơ hội vào công ty anh, thế chẳng nhẽ anh không có quyền xét em là ai, anh cho em vào gia nhập hay không à? Vì vậy là em xem thì anh xét. Em nghiên cứu thì để anh suy nghĩ. Ở đấy là câu chuyện ngang bằng mà. Các bạn đừng bắt người khác phải xuống nước trước mình. Đúng ạ, đây là nguyên tắc. Ok, em thử thì anh cũng thử. Tóm lại nó chỉ là câu chuyện vậy thôi. Vậy thì ngày hôm nay rất là vui đã được gặp các anh chị em ở trên đây. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ thay đổi một chút cái tư duy của chúng ta về công việc cũng như là các cơ hội trong cuộc sống.
Thế thì anh chị em mà có các câu hỏi khác, anh chị cứ để lại comment, và tôi thường thì tôi sẽ gom các comment lại để tôi làm các cái chương trình bằng quay video hoặc có thể là bằng buổi live stream khác để trả lời. Thế còn nếu mà theo kiểu là live stream à ơi, theo kiểu là cứ gọi như là tắc bụp mà comment nó lại trả lời, comment trả lời thì nhiều khi cả tối chả trả lời hết một câu và mất thời gian lắm, đúng không ạ? Vậy thì rất là vui được gặp với anh chị em ngày hôm nay. Chúc anh chị em có một cái cuối tuần vui vẻ và chúng ta sẽ có được những cái quyết định tuyệt vời liên quan đến công việc và cái cuộc sống của mình, đúng không ạ? Xin cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.